Ai đang nói xấu sau lưng chúng tôi hả? Các người nghe hiểu tốt xấu sao? Ức hiếp chúng tôi nghe không hiểu tiếng của các người sao? Không nghe hiểu tiếng chúng tôi. Nếu như nghe không hiểu thì các người ở lại đất này làm gì hả? Đúng rồi đó, cút đi. Đồ khôi. Bọn súc sinh, các người còn muốn đánh người sao? Anh em sưởng sợ chúng tôi không sợ chiêu trò này của các người đâu. Nè, sao tự nhiên đánh người? Còn họ đánh người. Đánh người thì đã sao hả? Muốn làm gì đây? Đánh cho tôi. Đánh. Hôm nay ở trường học đã học được những gì rồi? Thầy giáo có cho bài về nhà không? Dạ cho rồi. Về nhà chịu khó làm bài nha. Dạ con biết rồi. Quán trà Nhất Phẩm Xuân. Chú Chân nhìn kìa, lại đánh nhau nữa rồi. Chúng ta về thôi. Dạ. Hăng lại cho tôi. Bọn người nghịch đúng đặng hăng. Bắt hăng lại cho tôi. Dạ. Chúng tôi không phải để các người chửi động. Để lại ký hiệu cho mày nhớ lâu một chút. Trời sập hả? Ai cắt tóc của anh em sướng sợ chúng tôi? Tôi cắt đó. Cậu có muốn cắt luôn không? Đánh cho tôi. Đứng lại. Xin lỗi. Cảm ơn. Chuyện gì vậy? Tất cả các người đều ăn hiếp người thấy cô hả? Được thôi. Đánh nhau đó. Chúng tôi xem trọng vợ đức. Chí Huy, em lên trước. Coi thử đi. Đáng đánh. Này, đánh hay lắm. Tới lượt tôi. Đánh hay quá. Hey.
Hay quá, hãy nấu hắn bài học đây. Một đánh một, công bằng chứ. Chí Huy. Xử lý hắn đi. Đúng rồi, đáng trời lắm. Đúng là ngang ngược. Thấy chưa? Đợi ra. Đánh lực tôi. Đúng là đáng đời. Mà cái bàn của tôi. Khoan đã. Đợi đã. Tôi phục rồi. Tôi phục rồi. Đã biết chúng tôi không dễ động vào rồi chứ. Anh biết phải làm sao rồi chứ. Sơn bổn quanh, lần này còn phải nhờ anh rồi. Được, không thành vấn đề. Cốc xuyên ra qua. Cốc xuyên ra qua. Hãy mau quay mặt qua đây. Tôi kêu anh quay mặt lại đây. Tại sao tóc của anh lại ra nông nổi này hả? Nói. Bị người của Võ Quan Phúc Quy cắt đó. Gia tộc Yamato chúng ta là một dân tộc ưu tú, còn anh lại ở đây làm chúng ta mất mặt như vậy. Anh tự đi tìm lại thể diện của mình ngay. Xem anh ăn nói sao trước mặt Sato tiên sinh đây hả? Để coi là đám người đó còn dám hống hách như vậy nữa hay không. Làm tốt lắm Chí Quyên. Người Phương gia chúng ta mấy đời chưa từng bị ăn hiếp. Ê, đánh nhau sao không gọi chú chứ? Chú là Võ Trạng Nguyên thời thanh, chú mà ra tay mấy đứa chị con nước đứng bên cạnh nhìn thôi. Chú Hoàng Phụng, đối phó với mấy tên vô lại đó còn cần chú phải ra tay hay sao? Đã lâu lắm rồi chú chưa được ra tay, bây giờ tay của chú ngứa lắm rồi á. Có chuyện gì mà vui dữ vậy? Ê, chú Hoàng Phụng là con hả? Anh hai hả? Mấy võ sĩ Nhật ăn hiếp anh em ở xưởng sợi, em với Chí Quy đi dạy dỗ chúng một bài học rồi. Đây là tóc của tên võ sĩ đó hả? Là bọn chúng dám cắt tóc của Khâu Bác trước, rồi em với chị ba mới cắt tóc của bọn chúng trả đũa. Hai đứa thật không biết phân biệt nặng nhẹ. Cả tóc của bọn võ sĩ hai đứa cũng dám cắt. Phải biết là võ sĩ, xem trọng nhất chính là tôn nghiêm. Hai đứa làm như vậy chính là đang sỉ nhục bọn chúng. Nè, bọn người đó sỉ nhục đồng bào ta còn ít hay sao? Đây gọi là đáp trả đó. Đám tiểu quỷ đó chạy tới trước cửa nhà chúng ta tát quai tát quái. Hắn tưởng hắn là Thái Thượng Hoàng sao? Nhưng chúng ta quyết không nhường nhịn hạng người đó. Nhưng mà bọn người đó đang đi khắp nơi kiếm chuyện gây rối. Con đang lo là bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nè, không cần sợ, có mẹ và chú phiếu con rồi, xem bọn chúng ai dám tới nạp mạng. Phương quán chủ. Phương quán chủ, bên ngoài có mấy người Nhật tới tìm anh. Thấy chưa, tới rồi đó. Em đi xem thử. Ây da, thật ra thì cậu đang làm cái gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói với cậu cả buổi rồi sao? Ây da, sao cậu lại làm như vậy? Nè, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Phương quán chủ chúng tôi không gặp cậu. Nè cậu mau đi. Tôi thật là một võ sĩ.
bị các người cắt tóc, không còn mặt mũi sống tiếp. Mượn chỗ của các người mổ bụng tạ tội. Hey, vậy hai già cậu mau đi về đi. À, nè, cậu làm gì vậy? Lại là anh cậu. Anh lại muốn gây rắc rối gì nữa? Tôi phải ở đây mổ bụng tạ tội. Anh muốn chết, đi xa một chút, đừng chết ở đây. Không ai hốt xác giùm anh đâu. Phương gia các người cắt tóc của tôi phải chết trước cửa nhà các người. Được, được, được. Muốn chết thì cậu cứ chết đi. Tôi xem như đón Tết, Phương gia chúng tôi giết một con heo trước cửa nhà. Bà già này có chuyện gì chưa từng thấy? Hù dọa ai chứ? Hả? Cảm ơn bà đã tác thành. Đợi đã. Người anh em, chẳng phải chỉ là cắt tóc sao? Tóc của người anh em trong xưởng của tôi cũng bị các anh cắt rồi. Có qua có lại, đừng có viện cớ làm càn như vậy. Võ sĩ chúng tôi xem tóc như là tính mạng, cứ vậy trở về không thể ăn nói với chủ nhân. Tôi chỉ có thể chết tạ tội. Đừng ngăn cản hắn, để hắn chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Cậu chết đi. Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi. Người anh em, chuyện lần này anh muốn giải quyết như thế nào? Anh cứ nói thẳng ra đi. Muốn giải quyết rất đơn giản. Người nhà, Phương gia các người đã thương anh em của tôi, đền tôi 300 đồng đại dương, tiền thuốc men tôi sẽ bỏ qua. Hả? Anh đừng có mơ. Đây là nơi nào chứ? Võ quán Phúc Quỳ Phương gia dám nhổ râu trên mép Long Dương. Anh không mổ bụng tôi cũng muốn chém chết. Chị Quỳ, không được làm càn. Chú Bình, à, vào phòng lấy sổ sách, lấy 300 đồng đại dương ra đây, đưa cho người anh em này. Hả? Vậy anh hai. Được rồi, không nói gì nữa, mau đi lấy đi. Cảm ơn quán chủ. Đi. Các anh em, buổi tối hôm nay tôi đãi các anh em đi uống rượu, đi tìm các em xinh đẹp. Đi thôi. Đi thôi. À, đi. Đi. À, tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi có tiền, có thể tìm cho cậu một người. Tôi tìm cho cậu một người nữa. Cô bé con, chặn đường chúng tôi làm cái gì hả? Đưa đây. Cái gì? 300 đồng đại dương. Anh hai tôi đồng ý trả anh, nhưng chị em tôi còn chưa đồng ý cho anh. Không. Đây là quán chủ của các người trả tôi tiền thuốc men, không thể trả cho các người. Anh em ở xưởng sợi chúng tôi vừa hay cũng không có tiền chữa bệnh. Anh hai tôi đưa cho anh đưa chúng tôi, công bằng hợp lý. Muốn tôi trả tiền cho cậu cũng được. Kêu con bé này cùng tôi tới tủ lầu uống mấy ly, tôi trả tiền cho cậu. Chết sạch. Cậu lên. Tiền của tôi mà. Đạo trường Hồng Khẩu. Tới nhà đòi được 300 đồng đại dương lại bị người ta chặn cướp lại. Bây giờ hoàng quân chúng ta ở trên chiến trường liên tiếp thắng lợi, ngọn cờ mặt trời đi tới đâu bọn chúng nghe tiếng đã tháo chạy. Cậu đã làm tất cả chúng ta chẳng còn mặt mũi gì nữa. Quỳ xuống. Nếu như chúng ta còn không có hành động gì, cậu kêu tôi làm sao còn chỗ đứng ở đây? Sato tiên sinh, tôi thấy chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Bọn chúng dám cắt tóc của võ sĩ chúng ta, chúng ta cũng phải đi cắt đầu của bọn chúng. Đúng rồi, xin Sato tiên sinh ra mặt. Đã tới lúc phải hạ sĩ khí của bọn chúng rồi. Sơn bóng quanh. Có. Hiển kiến trạch. Có. Hai người các cậu đích thân ra mặt, nhất định phải khiến người của võ quán Phúc Quỳ đó biết rõ. Ở trong thành này, mãi mãi là người của đạo trường Hồng Khẩu có quyền nói. Dạ. Độc giác. Xin ăn vậy sao? Chú
quy định con mỗi ngày phải đánh 1000 lần. Chú của con bắt con ngày ngày tập võ, nhưng sao chú con không tập vậy? Con không biết. Con nhớ kỹ nha, ngoài việc tập võ ra cũng không được la là bài vở đâu đó. Con biết rồi. Phương Tiểu Thư, lại khiến cô lo lắng rồi. Đông Giác là một đứa trẻ ngoan, đây là việc nên làm. Còn đây là tiền cô dạy kèm cho Đông Giác tháng này. Phương gia cũng không thiếu tiền, anh giữ lại mua ít quần áo cho Đông Giác đi. Không được, Phương gia các người đã rất tốt với tôi và Đông Giác rồi, tôi không thể nhận thêm nữa. Cô mau nhận lấy đi. Cũng được, vậy tôi nhận nó, cứ coi như là tôi để dành cho Đông Giác vậy. Cảm ơn cô. Ê, không được vào trong, làm gì đó. Anh không được vào trong. Cô gái đó chính là cô gái đó đó, cô ta cướp tiền của tôi. Phương Tiểu Thư, chúng tôi về phòng trước đi. Các người tới đây làm gì? Có phải lần trước bị đánh chưa đủ, tìm người qua đây giúp đúng không? Chỉ là một cô gái yếu đuối mà dám ngông cuồng như vậy. Phải thì đã sao? Các người làm gì vậy? Mau lùi xuống cho tôi. Lùi xuống. Hai người có chuyện gì? Chúng ta có thể ngồi xuống, từ từ rồi nói. Không cần nói gì nữa. Lần này chúng tôi tới chính là muốn tháo bảng hiệu của các người. Người anh em, đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy. Ngang nhiên đòi tháo bảng hiệu võ quán chúng tôi, sau này Phương gia chúng tôi làm sao còn chỗ đứng ở kinh thành nữa chứ. Tôi mặc kệ chuyện đó. Người anh em, tiến một bước là quan gia đối đầu, lùi một bước chính là bạn bè. Chúng ta không phải bạn bè. Bài vị sư phụ Quách Nguyên Giáp, bài vị sư phụ Trình Thiên Khiếu. Sư phụ, đệ tử Trần Chân lâu nay chưa từng quên lời dạy của người. Con nhất định bồi dưỡng Đông Giác trở thành một nhân tài, phát triển tinh võ, kế thừa di nguyện của người. Đông Giác à, qua đây khấu đầu bái lại cha con đi. Chú à, tại sao ngày nào cũng phải lại vậy? Con cứ ngoan ngoãn bái lại đi. Bởi vì chú muốn con luôn luôn ghi nhớ con là con cháu của quốc gia, sau này trọng trách khôi phục tinh võ đều do một mình con gánh vác. Đi đi. Cha ở trên trời có linh thiêng, con Quách Đông Giác nhất định sẽ nghe lời của chú, chịu khó học võ nghệ, là người chân thành, hoàn thành di nguyện của cha. Đứng lên đi, qua là bài tập đi. Chú à, hình như bên ngoài đánh nhau nữa rồi. Không có chuyện của con, làm bài đi. Dạ. Võ quán Phúc Quy. Hey!
Cảm tạ anh Hùng, lúc Phương gia nguy nan ra tay giúp đỡ. Xin hỏi anh Hùng tên họ là gì? Anh Hùng dừng bước. Nếu đã ra tay cứu giúp, vậy thì đừng ngại, xin hãy để lại họ tên, cũng để cho anh em chúng tôi biết được ân nhân là ai. Chí Hân, không được vô lễ. Nếu như anh Hùng không muốn gặp mặt với diện mạo thật, chúng tôi sẽ không ép buộc. Lần nữa cảm tạ anh Hùng đã ra tay giúp đỡ, giúp Phương gia chúng tôi, không để cho bọn chúng sỉ nhục. Chí Hùng à, thật ra thì người này là ai vậy? Con không biết nữa. Con cũng là lần đầu nhìn thấy võ công thâm hậu như vậy. Chú à, đám người đó đi rồi hả? Chú à, không phải chú nói không quản chuyện ở bên ngoài sao? Đông Giác à, cô ở trong nhà Phương gia, ngủ có yên giấc không? Ừ. Ăn có ngon không? Dạ ngon. Tất cả mọi thứ hiện tại đều là Phương gia cho chúng ta, cô hiểu không? Được rồi, không nói nữa. Vậy có nghĩa là Phương gia có ơn với chúng ta rồi. Cục cảnh sát thành phố Bắc Bình. Trung hiếu nhân án, hòa bình tín nghĩa, đời này chưa thể lập công, các đồng chí chẳng phải nỗ lực. Các vị khách quý tới đây kiếp bố không kịp, đích thân nghìn đón, quả thật thất lễ, mong là các vị bỏ qua cho. À, ngồi đi, ngồi đi. À, chúng tôi xưa nay luôn trọng lễ nghĩa, sao có chuyện khách quý tới nhà lại không có trà nước được? Không cần đâu, tôi tin là kim cục trưởng biết rõ đại đế quốc chúng tôi là nguồn trà đạo. Trà ở đây của ông uống vào trong cổ họng rồi chỉ thấy có vị đắng chát, mà hương thơm thì không đủ. À, Sato tiên sinh nói vậy sai rồi. Theo tôi được biết, từ hơn 2.500 năm trước, phương sĩ Từ Phúc của nước Tần dẫn 3.000 đồng nam đồng nữ mới đem lá trà dẫn vào nước của các vị. Từ đó về sau, 3.000 đồng nam đồng nữ đó liền ở lại an cư, con đàn cháu đóng. Kim cục trưởng, vấn đề ông nói đã đi quá xa rồi. À. Lần này tôi tới mong là ông có thể đứng ra nói lời công bằng, không phải là bàn luận chuyện tổ tiên. À, từ từ nói. À, Phó Quan. Dạ. Chuẩn bị trà. Dạ. Đám võ sĩ bọn họ tới võ quán chúng tôi làm loạn, còn đòi tháo biển hiệu của chúng tôi nữa. Hiếp người quá đáng. Hiếp người quá đáng hả? Là các người cắt tóc của Cốc Xuyên trước mà. Là ai cắt tóc của ai trước chứ? Tóc của Khâu Bác ở Xưởng Sợi là bị hắn cắt trước. Là vì các người chửi rủa chúng tôi trước. Khi cục trưởng, võ quán Phúc Quy của Phương gia chúng tôi ở kinh thành không phải mới ngày 1 ngày 2, chúng tôi đối nhân xử thế ra sao
ông biết rõ hơn ai hết mà. À, dĩ nhiên là tôi biết rõ. Từ lúc tôi nhậm chức cục trưởng cục cảnh sát tới nay, quan hệ giữa hai nước, người dân lâu nay cư xử rất hòa thuận. Lâu lâu người ta đánh nhau, bị chút thương tích cũng không gì là ghê gớm, có đúng không nào? Lùi một bước, trời cao biển rộng, nhìn một lúc, sóng yên biển lặng. Sa Tô tiên sinh, tôi thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Tôi không hiểu ý của Kim cục trưởng. À, ý của tôi nói là ông xem hai bên gặp mặt nhau gật đầu cười cho qua chuyện. À, tuy là có chút thương tích ngoài da, ai nấy trở về bôi thuốc trị thương, không quá 3 ngày là có thể ra đường rồi. À, mọi người nói có phải không? Nhưng người của chúng tôi đã chịu thiệt, lẽ nào chuyện này cứ bỏ qua vậy sao? À, ngoài mặt nhìn thì các người chịu thiệt chút đỉnh, nhưng mà các người tìm tới nhà đánh nhau với người ta mà. À, tôi không truy cứu các người đã vi phạm luật trị an, như vậy là công bằng rồi chứ. Bọn họ nhờ người áo đen đánh lén chúng tôi, đúng là hành vi của tiểu nhân mà. Sao mà càng nói càng rối vậy? Sao còn xuất hiện người áo đen gì? À, Kim cục trưởng, ở trước mặt của ông tôi cũng không có lời nào dối trá. Người áo đen đó là người ở đâu chúng tôi thật sự không biết. À, thật ra đây là phủ đánh nhau thôi, đâu phải là mưu sát. À, bỏ đi, qua rồi thì cho qua, bỏ qua. À, Kim cục trưởng, xem ra ông không quản rồi. Nè, không phải tôi đang quản sao? Hả? Xem ra là ông không quản được. Vậy chúng tôi sẽ xử lý theo cách của mình. Kim cục trưởng, nếu ông nhìn rõ tình thế, căn cứ hiệp định đường cô mà hai nước đã ký kết trước đó, quân đội các người rút tới ranh giới Xương Bình Thông Châu không được vượt giới. Hoàng quân chúng tôi đã vào trú ở Bình Cốc, Mật Dân, có thể vào thành Bắc Bình mọi lúc. Ông nên chừa đường lui cho bản thân đi. Nè, vừa rồi bọn họ nói tới người áo đen đó, thật ra là ai vậy? Vừa rồi tôi quả thật không có nói dối ông. Bây giờ chúng tôi cũng muốn biết thật ra người đó là ai. Chị Hân, em thân là chị lớn, chỉ huy cậu trẻ nóng nảy không hiểu chuyện, sau này không được để nó muốn làm gì thì làm. Em biết rồi. Chị ba em có làm gì không đúng chứ? Đào Trường Hồng khẩu cưỡi lên đầu chúng ta, không làm nhục nghệ khí của chúng, ngày mai chúng sẽ tới nhà vợ ngói. Hỗn sự! Em có biết lần này em gây quả lớn cỡ nào không? Nếu không có đại hiệp đó ra tay giúp đỡ, Phương gia chúng ta chẳng còn mặt mũi gì nữa. Tổ tiên Phương gia có đức đó, Phương gia có nạn, ông trời cũng phái người tới giúp Phương gia một tay. Con nghĩ người tới giúp chúng ta chắc chắn có quan hệ với Phương gia chúng ta. Nếu không người ta không thể nào giúp chúng ta như vậy. Vậy có khi nào là đệ tử trước đây cha con thu nhận ở bên ngoài hay không? Không thể nào. Cho dù cha con còn sống, luận võ công chắc chắn không phải là đối thủ của người đó. Chà, cha con trình độ võ công gì chứ? Cha con nếu nói về nhân phẩm quả thật không bằng. Luận tướng mạo được gọi Phan An tái thế, luận võ công chỉ cần đứng trước cửa Phương gia ta. Bang phái bến tàu ở Bắc Bình người nào cũng giơ ngón cái khen giỏi, cha con thì đã sao chứ? Đúng, con đâu có nói cha không tốt chứ. Vậy không phải được rồi sao? Chị à, chuyện này chúng ta giúp Phương gia nở mày nở mặt. Em còn nói nữa, em không thấy anh hai mặt mày có hay sao? Anh hai quả thật là quá thật thà. Với danh tiếng của Phương gia hiện nay, chúng ta sợ ai? Không thể nói như vậy được. Nếu không nhờ người che mặt ra tay giúp đỡ, chúng ta đã bại trong tay bọn người đó rồi. Thật ra người đó là ai đây chứ? Quá tài giỏi rồi. Thôi đi, mấy hôm nay ra ngoài cẩn thận một chút, không chừng đám người đó còn qua đây gây rắc rối. À, chị. À, em lại sao nữa đây? Mấy hôm nay túi em trống rỗng rồi. Tiền anh hai đưa cho em chưa được nửa tháng mà xài hết rồi sao? Chút tiền của anh hai đâu có đủ xài chứ. Em đó. Em chỉ biết bám theo chị. Ai kêu chị là chị tốt của em chứ? Nè, xài tiết kiệm một chút. Cảm ơn chị. Wow. Hai người các cậu là cao thủ nhất nhì ở trong nước, tại sao cả hai cũng đánh không thắng bọn họ? Sato tiên sinh, võ công của người áo đen đó quả thật rất cao. Có lai lịch gì? Chưa từng gặp người đó.
Ít ra các bang hội ở kinh thành không thể có nhân vật như vậy. Sao cậu lại biết? Vì tôi và Sơn Bổn Hoành từng giao đấu với bọn họ rồi, chưa từng thất bại lần nào. Trước nay các cậu chưa từng báo cáo chút tin tốt nào. Sato tiên sinh, chúng ta nên sớm nghĩ ra đối sách thì hơn. Tôi đã đoán trước sẽ có ngày này rồi, cho nên tôi đã mời một cao thủ hàng đầu trong gia tộc Liễu Sinh rồi. Mấy ngày nữa sẽ tới đây thôi. Gia tộc Liễu Sinh? Hai cậu nhẫn nhịn một chút, sẽ tới lúc hai cậu trả mối hận này. Dạ. Xin lỗi. Có chuyện gì? Sato tiên sinh, Đỗ Biên tiên sinh tới. Mời ông ấy tới phòng trà ngồi. Dạ. Đỗ Biên tiên sinh. Trung thôn tướng quân phái tôi tới là vì chuyện xưởng sợi liên hiệp. Xưởng sợi liên hiệp? Căn cứ tình báo, xưởng sợi liên minh dưới trướng Hứa Thị mỗi tháng đều nhận được lượng lớn đơn hàng của quân đội trong nước. Bọn họ âm thầm giúp đỡ quân đội đối kháng chúng ta. Trung thôn tướng quân muốn tôi làm thế nào? Bây giờ tình thế rất phức tạp, quân đội không tiện ra mặt. Có rất nhiều chuyện ở Bắc Kinh cần dùng cách thức trong dân gian để giải quyết. Tướng quân đã hạ lệnh. Thứ nhất, thu thập tình báo. Thứ hai, tận dụng lực lượng của các ông khống chế kinh tế Bắc Kinh. Đặc biệt là nắm trong tay quyền khống chế xưởng sợi liên hiệp. Nhờ chuyển lời Trung thôn tướng quân, tôi nhất định làm được. Trung thôn tướng quân nhiều lần nhắc nhở, bây giờ người trong nước càng ngày càng kỳ thị chúng ta. Đừng gây thêm thù hận của bọn chúng nữa. Lẽ nào bắt chúng ta im lặng nhẫn nhịn? Đúng đó Đỗ Biên tiên sinh, cúi đầu trước chúng là mất tôn nghiêm của chúng ta. Hỗn sự! Ở đây không thể lực các cậu lên tiếng. Ông thử nghĩ đi, không cần biết dùng cách gì, tướng quân chỉ cần nghĩ tới kết quả thôi. Xưởng dệt liên hiệp là đầu mối kinh tế của Bắc Kinh, chỉ cần đạt được mục đích. Còn về thủ đoạn, tôi không quan tâm sử dụng phương pháp gì. Ý của Đỗ Biên tiên sinh tôi hiểu, đây cũng vừa đúng ý tôi. Muốn khống chế xưởng sợi liên hiệp, trước tiên là phải xử lý Võ Quán Phương gia. Phúc Quy, Võ Quán Phúc Quy, tin Võ báo quốc. Ý, đang nghĩ gì vậy, mau ăn đi. Mấy ngày hôm nay con vẫn luôn nghĩ người áo đen che mặt giúp cho chúng ta thật ra là ai. Người đó không thể nào không có chút quan hệ gì với Phương gia chúng ta được. Có khi nào là bên chỗ Võ Quán Trấn Diễn Hà Tây người của Chu lão đại không? Hồi cha con còn sống, đối xử với Chu lão đại đó cũng không tệ. Không thể nào. Người dưới trướng của Chu lão đại đều dùng mấy chiêu thức để biểu diễn mãi võ, thưởng thức thôi thì còn được. Vậy thì là ai chứ? Thôi, đừng có nghĩ nữa, tóm lại là người giúp Phương gia chúng ta. Mau ăn cơm đi. Ngày hôm đó con muốn tháo khăn che mặt ra, nhìn thấy ánh mắt anh ta, con cảm thấy sao giống Tri Ân vậy chứ? Trình Tri Ân? Chị ba, chị không bị sốt chứ? Trình Tri Ân chẳng qua chỉ là tạp dịch ở nhà ta, lao bàn quét nhà còn nghe được. Người áo đen che mặt hả? Chị để em ăn bữa ngon miệng đi. Thật ra thì Chí Hân nói vậy không hẳn là vô lý. Tuy Tri Ân là một tạp dịch thôi, nhưng phong thái của anh ta không giống kẻ hầu người hạ chút nào. Mọi người xem, chút tiền lương của anh ta kiếm được không chừa đồng nào, đều dùng hết cho Đông Giác luyện tập võ nghệ. Nếu là nhà của người dân bình thường, ai nỡ xài như vậy chứ? Với lại mọi người không phát hiện ra sao? Không những anh ta che mặt lại mà còn không nói một câu nào. Đó là sợ hãy nói ra chúng ta sẽ nhận được người ngay. Nhưng mà nếu cậu ấy có một thân võ nghệ cao cường như con nói, lại cam tâm làm người hầu ở Phương gia chúng ta, chuyện này hơi lố bịch rồi. Cứ tìm cơ hội thử võ công của anh ấy là được. Nè Chí Hân, không được làm càn đó. Em đâu có nặng tay với anh ấy. Nếu là người không biết võ công, cùng lắm chịu đau ngoài da một chút. Còn nếu là người biết võ công thì tất nhiên không thể đả thương anh ấy được. Phương quán chủ. Anh bác ở xưởng sợi tới rồi. Phương quán chủ, xin chào. Tới giờ đúng bữa cơm, cùng ăn chút đi. Thôi khỏi. Tôi tới đây là để nói với mọi người một tiếng. Chiều ngày mai Sato mời các lãnh đạo giới công thương ở thành phố này họp mặt. Ông chủ Hứa cũng đi luôn. Bởi vì có kết quán với đạo trường Hồng Khẩu,
Thượng quý nói sợ có chuyện sai sót, cho nên muốn nhờ các anh cử hai người đi chung tới đó. Nhờ anh nói với chú thượng quý, cứ việc yên tâm. Ngày mai tôi nói chỉ huy với Chí Hân đi cùng với ông chủ Hứa. À, vậy bây giờ tôi trở về trả lời với chú thượng quý nghe. Được. Xin mời vào trong. Xin mời vào. Ôi trời đại gia, ông chủ sao lại ở đây vậy? Ngài không ghé. Mời vào trong. Quan nhân quý khách quá chào quá. Ông chủ Hứa, xin mời vào. Ông chủ Hứa, mời. Tới rồi à? Chào mừng. Hai người vào trong đi. Nếu có chuyện gì, có con và Chí Quy ở ngoài canh chừng. Được. Vậy là cực cho con rồi, hả? Dạ. Mời Diễm Như. Chào quý khách, mời vào trong. Xin mời. Ha, mời dùng. Mời. Nhất định lâu quá không gặp rồi. Chúng ngon miệng. Chúng ta mới có dịp gặp nhau vậy. Nhất định. Tự nhiên. Phải, rất ngon miệng nha. Cha, cha xem nè, hôm nay ở đây trang hoàng đẹp thiệt đó. Cha, cha coi Kim cục trưởng cũng ở đây. Ông chủ Hứa, ông cũng tới rồi. Kim cục trưởng, để tôi giới thiệu một chút. Chào ông, chào ông. Đây là ông chủ Trần. Chào ông, chào ông. Hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa cơm nha. Đi. Dạ, nhất định. Sato xin mời. Chào mừng mọi người, cứ tự nhiên, được khách sáo nghe. Ông chủ Hứa, xin chào. Ông về nói với người của Phương gia một tiếng, tập trung lo việc làm ăn của mình, đừng gây hấn với bọn người Nhật, sẽ rất rắc rối đó. Không phải tại họ. Thật ra thì họ cũng vì chuyện ở xưởng sợ chúng tôi bị bọn người Nhật ăn hiếp. Bây giờ tình hình rất căng thẳng, quân đội vốn không ngăn cản được bọn người đó, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Chuyện lần này cũng may Kim cục trưởng ém xuống rồi. Làm quan vì dân, đây là chuyện nên làm. Đúng. Cảm ơn Sato tiên sinh. Nói thật lòng, tình hình trước mắt như vậy, làm ăn ở Bắc Bình này quả thật là nói rất khó khăn rồi. Chào ông. Một người là cục trưởng cảnh sát, một người là người nổi tiếng trong giới kinh doanh ngành dệt. Hai người nể mặt khiến tôi thấy vô cùng vinh hạnh. Đâu có. Sato tiên sinh khách sáo rồi. Phải rồi, Hứa tiên sinh có một chuyện này có lẽ bây giờ nói là hơi sớm. Nhưng hôm nay vui vẻ như vậy ha. Tôi muốn hỏi thăm thử, không biết có cơ hội tiến hành hợp tác với xưởng sợi liên hiệp nổi tiếng gần xa của ông không? Có mối làm ăn, tất nhiên là tốt rồi. Ý của tôi là, muốn tham gia vào xưởng sợi liên hiệp của ông chủ Hứa. Sato tiên sinh đang nói đùa có đúng không? Nghe nói xưởng sợi của Sato tiên sinh mở ra làm ăn phát đạt. Sao có thể phải nhờ tới xưởng sợi liên hiệp của chúng tôi chứ? Chỉ là mới bắt đầu thôi, phải nhờ tiền bối chỉ dạy nhiều hơn. Ông khách sáo quá rồi. Nếu có chuyện gì, ông cứ việc dặn dò là được rồi. Cô đây là... Đây là con gái của tôi, Hứa Diễm Như. Diễm Như chào Sato tiên sinh đi con. Hứa tiểu thư. Chào ông Sato tiên sinh. Nghe nói Hứa tiểu thư biết tiếng Nhật hả? Con gái tôi có đi học đại học ở Tokyo mấy năm mà thôi. Vừa hay, đạo trưởng chúng tôi vừa mời một võ sĩ hàng đầu từ Nhật qua đây. Cũng từng học ở đại học Tokyo. Không chừng hai người biết nhau. Liễu sinh tỉnh dân, qua đây một lát. Để tôi giới thiệu một chút, ông đây là Kim cục trưởng. Kim cục trưởng, chào ông. Chào cậu. Còn đây là ông chủ Hứa, Hứa tiểu thư. Còn đây là Liễu sinh tỉnh dân. Diễm Như, chúng ta đã xa nhau hơn 2 năm rồi. Hai người biết nhau thật sao? Dạ phải. Con và Diễm Như ở đại học Tokyo là bạn học của nhau. Tỉnh dân, cậu đúng là giỏi thật đó. Không ngờ là theo đuổi từ Tokyo tới tận đây luôn. Tốt lắm. Không ngờ là con và Thiên Kim của ông chủ lớn với công thương có quan hệ thân thiết như vậy.
Không có thân thiết gì. Sato tiên sinh đừng có hiểu lầm. À, đây là chuyện tốt mà. Sato tiên sinh lâu nay muốn làm ăn với ông Hứa đây, bây giờ có thêm mối quan hệ này, không phải là có thêm một trợ thủ đắc lực sao? Sato tiên sinh, cảm ơn ông đã mời chúng tôi. Tôi và Diễm Như xin cáo từ trước. Hứa tiên sinh, tôi tiễn ông. Được. Diễm Như, chúng ta đi. À, nè. À, cảm ơn. Mời. Hứa tiên sinh à, tiếp đón không chu đáo rồi. À, đâu có. Sato tiên sinh lại khách sáo nữa rồi. Vậy chúng ta để khi khác mới bàn tiếp. Được, sẵn sàng đón tiếp. Diễm Như. Diễm Như. À, dạ. Lên xe. Chạy đi. Chí Huy, chúng ta đi. Khoảng thời gian này cô hết sức gây rắc rối cho võ quán Phương Gia và xưởng sợi liên hiệp. Dạ. Diễm Như à, tỉnh dân tới Bắc Bình này con có biết trước không vậy? Con không hề biết. Con nói năm xưa cha đưa con đi Tokyo du học làm gì chứ, để dính vào cái tên tỉnh dân đó. Giờ thì hay rồi, có rủ hoài cũng không ra. Cha, thật ra con người tỉnh dân là người rất chính trực. Con còn nói giúp cho hắn sao? Con không nói giúp anh ấy, con... Thôi được rồi, cha không nhắc tới chuyện của bọn người đó nữa. Tóm lại, cha không thể ưa cậu ta được. Xưởng sợi liên hiệp Bắc Bình. Nè, tới đây, tới đây. Các công nhân của xưởng sợi liên hiệp, mau tới đây. Mau tới đây xem tin tức lành của chúng tôi. Mau tới đây, mọi người mau tới đây xem. Nè, mau tới đây, mọi người đều tới đây xem đi. Nói cho mọi người một tin tốt lành. Chúng tôi là xưởng sợi Hồng Khẩu chính thức thành lập rồi. Mọi người muốn tới cứ tới. Lương mà chúng tôi trả cao gấp đôi ở nơi này. Tôi nói mọi người biết, nếu mọi người muốn qua đó, mau chóng đăng ký ở đây. Điện lương ở chỗ chúng tôi. Nói cho mọi người biết chúng tôi trả lương gấp đôi. Ê, thật hay giả vậy? Anh không giả chúng tôi đó. Đừng có gạ chúng tôi nghe. Ê, không tin sao? Hả? Có thể viết giấy làm chứng ở đây, còn có thể ước trước một tháng tiền lương. Hey. Bên đó có phúc lợi không vậy? Đúng đó. Còn bao ăn bao ở, cuối năm thưởng 2 tháng lương. Còn bao ăn bao ở luôn sao? Bao hết. Tôi nói cho cậu biết, đợi cậu lấy được vợ rồi còn có thể đón vào trong thành nữa. Ê, có chuyện tốt như vậy hả? Nhưng tôi nói cho mọi người biết, phải trừ một ít mang tính tượng trưng. Hả? Vậy cho tôi đăng ký ha. Mong này đăng ký đi. Nè, khoan đã. Gì vậy? Các anh em, lời của bọn chúng mà các người cũng tin sao? Chúng ta bị bọn chúng ức hiếp còn ít lắm sao hả? Anh bác nói rất đúng, không thể tin lời bọn chúng được. Các anh em, chúng ta đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình xem, ông chủ Hứa không tốt với chúng ta sao? Nếu mọi người đều bỏ đi hết, ai làm việc của xưởng liên hiệp này đây? Đúng rồi đó. Chưa kể đúng là vậy, đúng vậy. À, chúng ta không thể việc kiếm thêm vài đồng tiền thúi mà đem lương tâm của bản thân mình cho chó ăn. Nói ai là chó hả? Đúng mà. Ai trả lời thì là người đó. Muốn làm gì hả? Các người lại muốn đánh người sao? Các anh em, mọi người đã nhìn thấy rồi đó. Nếu mọi người tới xưởng của bọn chúng làm việc, có thể kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng các người đâu thể nào ngày nào cũng bị đánh bị chửi như vậy chứ. Đúng, nghe lời anh bác nói, đừng quan tâm tới bọn chúng. Anh bác nói thì có lý thiệt, nhưng mà chúng tôi chẳng phải chỉ vì kiếm thêm ít tiền hả? Bị chửi vài câu, bị đánh vài cái, chúng tôi nhịn chút là được rồi. Đâu, có chuyện gì vậy? Ông bác, tụ tập nhiều người như vậy làm gì hả? Chú thần quý, đám người này trả lương cao, rõ ràng là tới xưởng của chúng ta giành người. Sato tiên sinh với ông chủ Hứa chúng tôi cũng xem như có chút giao tình. Các người làm như vậy quả thật không hợp lý chút nào.
tôi thấy rất là hợp lý. Ai trả nhiều tiền hơn thì công nhân theo người đó. Nếu có bản lĩnh thì các người trả thêm tiền cho công nhân đi. Bây giờ mời các người lập tức ra khỏi đây. Không thể nào. Anh Bắc, đừng có nhiều lời với bọn chúng. Tìm Phương quán chủ tới đây đánh bọn lưu manh này đi. Đúng rồi. Ca nè, ca nè. Nghe tôi nói, mọi người ở đây ai chưa từng bị bọn chúng bức hiếp? Giơ tay lên thử xem. Giờ sao đây? Đều từng bị chúng ức hiếp có phải không? Nếu còn lương tâm thì ở lại, đồng bào ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Chị ơi, chị Du Chí Thiện có nghĩa là gì vậy? Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi là chị. Như vậy không phải cô thấp hơn chú con một bậc sao? Ừ, vậy con gọi là gì mới được? Từ nhỏ con không cha không mẹ, cứ gọi là cô được rồi. Dạ được. Vậy cô ơi, chị Du Chí Thiện có nghĩa là gì vậy? Phải giải thích sao thì mới rõ ràng được đây ta. Hay là con đi hỏi chú của con đi. Chú ơi, chị kêu con hỏi chú, chị Du Chí Thiện có nghĩa là gì? Gọi là cô. Chú à, cô Hân và con hỏi chú, chị Du Chí Thiện có nghĩa là gì? Chính là làm việc gì cũng phải dốc hết sức, không đạt được cảnh giới hoàn hảo thì không dừng lại. Sao anh lại biết? Không phải anh nói là chưa từng đi học sao? Tôi nghe người ta nói thôi. Tri Ân, anh là người biết võ công, có phải không? Không biết. Sao cô đánh tôi? Anh, sao anh không tránh hả? Chị Ba. Hả? Bọn võ sĩ lại thích sững sờ làm loạn rồi. Anh hai kêu chúng ta qua đó coi sao. Em đi trước, chị sẽ tới ngay. Tôi có việc phải đi. Hôm nay ông bà cho ông Giác tới đây thôi. Chú ơi, bọn người nhà cô đánh không lại đám người đó. Chú vẫn giúp cô ấy như những lần trước chứ. Không sao chứ? Không sao. Dừng tay lại. Đứng lên, đứng lên. Mấy người các người, tối ngày kiếm chuyện đánh nhau, có thôi đi không?
Kim cục trưởng, ông tới vừa đúng lúc. Chúng tôi ở chỗ này tuyển dụng hợp pháp hợp lý, là bọn họ ra tay trước đó. Rõ ràng là các người qua đây làm loạn trước. Cậu vừa nói gì hả? Là các người ra tay trước đó. Các người tới đây làm loạn trước. Cậu vừa nói gì hả? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Tôi tự biết giải quyết chuyện này. Nè, người vừa bỏ chạy đó là ai vậy hả? Là đồng bọn tới giúp họ. Chính là người bịt mặt trong truyền thuyết hả? Đúng vậy. Sớm muộn gì tôi cũng bắt được hắn thôi. Xem thử rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Được rồi, giải tán đi, mau về nhà. Nói với người quản lý của các ngươi, buổi tối tới phòng làm việc của tôi nói chuyện. Không được đánh nhau nữa. Phương, Võ Quán Phúc Quyên. Có chịu khó học hành hay không? Dạ có. Có nghe lời chú không? Dạ có. Phải ngoan ngoãn nghe lời của chú đó, có biết chưa? Ừ, con biết rồi. Chú Trân, chú về rồi. Sư huynh. Đại ân. Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh. Đại ân. Đề phòng mầm quả. Ê, tôi phải nói sao với hai ông mới được đây hả? Một người là khách tới từ nước Nhật, một người là thương nhân đức cao vọng trọng ở địa phương hả? Đều là người có máu mặt. Bây giờ hay rồi, mấy chục người ra tay đánh nhau trên phố lớn. Tiếp tục gây sự như vậy sẽ diễn tiến thành vấn đề ngoại giao. Ơi. Kim cục trưởng, mấy câu này của ông nên nói với Sato tiên sinh kìa. Hứa tiên sinh, là do người của ông gây chuyện trước đó. Hôm nay tôi tới là đã nể mặt ông lắm rồi. Nè, nếu như hai người đã tới rồi, vậy chịu khó bàn bạc lại xem, tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa nhất. Tôi cũng biết ăn nói với cấp trên. Sato tiên sinh, ông tới trước cửa sổ của tôi trả lương cao dành người, đây là chuyện người có thể diện với ông làm hay sao chứ? Treo bảng tuyển người, chịu đánh chịu chửi, tôi không phạm pháp chứ? Phạm pháp thì không có rồi, chỉ có thất đức thôi. Ông chủ Hứa, nói vậy là quá đáng rồi. À, được rồi, đều có lòng tự trọng. Ông có lòng tự trọng của ông ấy cũng có lòng tự trọng của mình. Nhưng nói một lời nóng giận không giải quyết được gì, có đúng không? Kim cục trưởng, vậy ông nói ý của mình ra đi. À, theo lý thì không phạm pháp, không do tôi quản rồi. À, chuyện của giới võ thuật các người cứ để giới võ thuật giải quyết đi. Hả? Hai người đều là người có tiếng tâm. Tôi cảm thấy nên tìm một người có tiếng tâm trong giới võ thuật hòa giải thử xem. Sao hả? Ai hả? Hoàng Phủ Nhất Phiếu. Võ Trạng Nguyên được quan tự gia nhà Thanh ngữ bút khâm điểm. Ông ấy trong giới võ thuật không ai mà không thục. Được, vậy tôi sẽ đợi. Xem ông có thể bày ra trò gì được đây. Nếu đã đánh người của chúng tôi, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Muốn khiêu chiến thì cứ qua đây, đánh chết không sợ. Ừ. Không sợ. Chị Huy, ngồi xuống. Dạ. Không nên nói lung tung. Sato tiên sinh là người có thân phận địa vị, chứ kể là có chú Hoàng Phủ ở đây, sao có thể không lớn không nhỏ như vậy? À, Phương quán chủ quả là hiểu rõ đại nghĩa hả? À, vậy thì mời Sato tiên sinh nói rõ ý của mình đi. Ông muốn giải quyết hòa bình ra sao? Vậy thì nghe Hoàng Phủ tiên sinh hòa giải như thế nào trước? Tôi hả? Tôi nói đơn giản vậy thôi. Nếu như đôi bên đều là người trong võ lâm, ngồi xuống đều là bạn bè, uống rượu vui vẻ hả, chi bằng tìm chỗ nào đó uống vài ly rượu, uống xong chuyện này coi như giải quyết xong rồi hả? Hoàng Phủ tiên sinh nổi danh khắp nơi ở kinh thành, lại là người đứng đầu trong giới võ thuật. Các người cũng có câu nói, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Tôi không truy cứu. Sato tiên sinh quả nhiên là khoan hồng rộng lượng. Tôi đã nói rất dễ dàng giải quyết rồi. Nhưng mà
Tôi còn một yêu cầu nhỏ nữa. Hả? Cứ nói. Theo như thói quen của các người, khiêng theo đầu rồng tới đạo trường Hồng Khẩu chúng tôi công khai xin lỗi. Chuyện này không khó chứ? Chỉ cần các người làm được, tôi không truy cứu nữa. Ông nói như vậy giống không có chút thành ý nào. Anh hai, không nói nữa. Nếu không thể giải quyết trong hòa bình, vậy thì chấm dứt ở đây. Nếu bọn họ muốn gây rối, chúng ta không ai sợ chúng đâu. Sato tiên sinh, ông hơi quá đáng rồi đó. Đây là cách giải quyết duy nhất. Khiêng theo đầu rồng công khai xin lỗi. Ông đừng có mơ tưởng nữa. Không tiếp được nữa. Đi. Ê nè, nè. Ê, trời ơi, sao phải khổ như vậy chứ? Ê, nếu không muốn nói chuyện đàng hoàng, còn tới đây làm gì nữa? Sato tiên sinh, thật là ngại quá. Ê nè, nè khoan đi đã, nè. Cứ chờ mà xem. Sớm muộn cũng có ngày tôi bắt người họ Phương xách theo đầu vào cổng lớn của đạo trường Hồng Khẩu. À đây, cầm lấy. À dạ cảm ơn. Ba đồng đại dương. À cảm ơn. Chị à, em ra ngoài chơi lát nha. Ê, không có chuyện thì đừng ra ngoài. Lỡ gặp đám người đó lại gây thêm rắc rối nữa. À, chúng ta không thể chỉ mong người che mặt đó theo. Mỗi lần Phương gia chúng ta gặp nạn đều đến đúng lúc ra mặt giúp chúng ta. Người áo đen che mặt đó thật ra là ai chứ? Tóm lại không phải Trình Tri Ân. Chị đã thử anh ta. Làm sao mà thử được? Thì chị ra tay đánh thử. Anh ấy không biết tránh né. Đây cầm lấy. À, dạ cảm ơn. Vậy thì cũng chưa chắc. Đây. Ê, đừng nói nữa. Cảm ơn. Tri Ân tới rồi. Cảm ơn. À, cầm lấy. Ờ dạ cảm ơn. Để em thử anh ta. Chú Bình, để tôi. À. Chú Huy, đủ rồi. Tam thiếu gia, tôi không làm sai chuyện gì chứ? À, không sao, anh không làm sai. Ừ. À, không sao hết. Mọi người tiếp tục nhận lương đi. À, được. À, đây. Nè, của cậu. Thật ngại quá, Tri Ân. Ừ, không sao. À, đây, phải của rồi. Cậu. À. Còn đây là tiền cô dạy kèm bài vở cho Đông Giác. Đây, cầm lấy. Tôi không nhận đâu. Ngày nào cô cũng dạy kèm Đông Giác giúp tôi. Tại sao cô lại không nhận tiền? Đây. Vậy là không hợp lý. Đông Giác của tôi là cô. Tôi tình nguyện dạy nó. Ai cần tiền của anh? Anh hai, mẹ, hai người tìm con sao? Ờ. Chị Hân à, em với Chí Quy đã thử võ công của Tri Ân rồi à? Ừ. Em xem, không thể thử kiểu đó được, hả? Lỡ như đánh người ta bị thương thì sao? Không thử thì làm sao mà biết được? Hôm nay kêu em tới không phải để nói chuyện này. Chí Hân à, em là tiểu thư của Phương gia. Đừng có suốt ngày ở chung một chỗ với người làm như vậy. Em dạy Đông Giác học thì có gì sai sao? Không sai. Nhưng mà dù gì Tri Ân cũng là người làm của Phương gia chúng ta. Em phải chú ý một chút. Hả? Chí Hân à, anh con nói rất là đúng. Con phải tập trung vào chuyện chính đi. Bà Mai Tôn ở phố trước mới vừa đi, nói là tìm được một người tốt cho con, mấy ngày nữa sẽ đem lễ vật qua. Mẹ, ai nói là con muốn lấy chồng? Là mẹ nói đó. Ý, nhà người ta là mở tiệm bán điểm tâm, là nhà đàng hoàng, qua đó không bạc đãi con đâu. Con không muốn. Không muốn cũng phải muốn. Chuyện này không do con quyết định đâu. Con nhất quyết không lấy đó. Con à. Chiều hư rồi, cũng tại mẹ chiều hư nó rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Sato tiên sinh,
Không phải tôi đã nói với các cậu, lúc tôi đang luyện kiếm không có chuyện gì gấp không được tới tìm tôi sao? Trường Cốc Xuyên nhận được tin Sướng Sở Liên Hiệp âm thầm mai đồ cho quân đội của bọn chúng, hôm nay phải chuyển khỏi công xưởng. Có chắc hay không? Dạ, tôi dám dùng đầu của mình ra đảm bảo. Tình báo đội biên cung cấp quả nhiên không giả. Chúng ta nên làm thế nào đây? Đi theo tôi lâu như vậy, còn phải cần tôi dạy cậu làm sao sao? Dạ. Lần này các cậu không cần phải lo. Kêu Tĩnh Dân đi cùng với các cậu đi. Dạ. Nè, ăn đi. Em tới Bắc Bình mua ở bao lâu? Buổi chiều hôm nay em nhận một lô hàng rồi đi. Thì ra em tới đây còn có mua bán sao? Mua bán lớn, đặt một lô quân phục ở xưởng sở Liên Hiệp. Em có biết ông chủ Hứa không? Em có biết ông chủ Hứa, nhưng mà ông ấy liên lạc với người bên em nhiều hơn. Người của bên em? Họ làm việc gì? Anh biết càng ít càng tốt đó. À, vị khách người Nhật đây, mời vào trong, mời vào trong. À, ngồi bên này. Mời ngồi. Sư huynh, người ngồi bên đó chính là cao thủ Sato vừa mời từ bên Nhật qua đây, tên là Liễu Sinh Tĩnh Dân. Sao em lại biết nhiều chuyện gì? Bởi vì em chuyên dò hỏi chuyện của bọn họ. Em đi thử võ công của hắn nghe. Không được. Không sao đâu. Người anh em, hai thanh đao này đặc biệt thật đó, có thể xem thử không? Sư huynh, võ công của người này thâm sâu khó lường. Tòa nhà văn phòng xưởng sợi Liên Hiệp Bắc Bình. Đại An à, mấy hôm nay ở Bắc Bình có quen hay không? Thời gian vừa qua ở nhà của người anh em này rất là tốt. Ha, chào cậu. Chào. Người anh em này của cậu sao nhìn mặt quen quá vậy? Tôi là Trình Triên, tôi làm thuê ở nhà họ Phương. Hèn chi vậy. Đại An à, hàng đã đủ rồi, tôi gửi hóa đơn cho cậu. Cậu xem thử đi. Ông chủ Hứa, chuyện lần này làm ông vất vả rồi. Quốc gia lâm nạn ai cũng có trách nhiệm, chúng ta là đồng bào không đáng để nhắc tới. Vậy khi nào ông mới chuyển hàng được? Được chứ, đều đã chuyển lên xe rồi, có thể chuyển đi mọi lúc, chỉ đợi cậu thôi. Hứa tiên sinh, đúng là làm phiền ông rồi. Không phiền đâu, không phiền. Ông chủ Hứa, ông chủ Hứa, ông chủ Hứa. Có chuyện gì mà hốt quản vậy? Không thấy tôi đang có khách hay sao? Đám người lần trước náo loạn ngoài cổng lại tới, chắc là lại tới gây sự nữa đó. Đám người đó cứ như ruồi nhặng làm người ta ghét chết đi được. Đi, tôi đi xem thử. Cửa nam, xưởng sợi Liên Hiệp Bắc Bình. Thiệt tình luôn á. Không biết làm cái gì nữa. Làm sao chứ? Làm gì vậy? Làm gì sao vậy? Ông chủ, thì đó chính là bọn họ. Tôi làm cái gì vậy? Lại là các người. Làm cái gì vậy chứ? Các người tới đây làm gì vậy? Mau tránh ra đi. Bên ngoài xưởng sợi lại không phải do các người quản lý, các người không quản được đâu. Chó khôn không chặn đường, đợi lát nữa xe ra tông chết các người. Được thôi, tôi cũng muốn xem thử xe tải của các người làm sao cán qua người của tôi được. Không biết làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Làm gì vậy?
Làm gì Sao cứ giống như là keo dính chó vậy? Có biết liêm sĩ là gì không? Đúng, hôm nay tôi ở lì, không có đi. Thời tiết tốt như vậy, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây. Ông chủ, vậy đứng lên. Sao cậu có thể nằm trước cửa sở của tôi như vậy? Sư huynh, sao cậu có thể mặc dài như vậy? Ngày hôm nay, dù sao đi nữa anh cũng phải giúp em. Đại An, xin lỗi nha, anh không thể giúp em. Lô quân phục này sẽ đưa tới tiền tuyến đánh giặc. Xin lỗi Đại An, ngoài Đông Giác ra, chuyện gì anh cũng không quan tâm nữa. Buồn ngủ, buồn ngủ quá. Thế nào cũng bị đạp cho coi. Trần Cốc Xuyên, anh đứng lên cho tôi. Không có đứng lên. Tôi hỏi anh có đứng lên hay không? Dạ, có chuyện gì vậy? Đứng lên. Cậu coi kìa, đây là chuyện mà bọn lưu manh này mới làm ra được. Tôi hỏi anh một lần nữa, anh có đứng lên không? Tôi không có đứng lên. Lại có người tới giúp kìa. Có người ra giúp nữa kìa. Có người giúp kìa. Liễu sinh tỉnh dân, cả anh cũng tới rồi sao? Tôi chỉ tới đây làm chuyện tôi phải làm mà thôi. Liễu sinh tỉnh dân, tôi biết ngay là cậu, cậu tới đây sẽ không làm chuyện tốt đẹp gì. Hứa tiên sinh, Sửng Sợi Liên Hiệp là sản nghiệp của bác sao? Nói nhảm, anh biết rồi còn hỏi. Con xin lỗi. Vậy đi. Lái xe. Đạo trường Hồng Khẩu. Lão sư, xin mời. Con cũng ngồi đi. Tỉnh dân à, con có biết là thanh đao sắc bén vậy, nếu như không thấy máu thì không thể xem là đao của võ sĩ không? Con là con cháu của gia tộc Đại Hòa, con cảm thấy mình xứng với thanh đao này hay sao? Lão sư, con đã hiểu rồi. Hôm nay trên xe tải chở đầy quân phục, quân đội của chúng ta sẽ mặc số quân phục đó để giết hoàng quân của chúng ta. Lão sư, quả thật con không muốn quản chuyện chiến tranh. Con có biết tại sao con ở nơi này không? Năm xưa ông nội của con muốn ta bồi dưỡng con thành tài, vì vậy ta muốn con hoàn thành mỗi một việc được giao phó. Lão sư, con khiến người thất vọng rồi, con xin lỗi. Nhưng mà Diễm Như là người con yêu thương, con thật không thể ra tay với Hứa gia được. Con làm như vậy ta không ép buộc con, nhưng mà con phải biết rõ, trong người của con hiện đang chảy dòng máu của gia tộc Liễu Sinh, là gia tộc có danh vọng nhất của đất nước chúng ta. Không cần biết là con làm chuyện gì, con đều phải suy nghĩ cho kỹ. Dạ lão sư. Chú ơi, con buồn ngủ rồi. Buồn ngủ sao? Ừ. Được, viết xong trang này mới tính đi. Ừ.
Hả? Sư huynh? Sao em chưa đi Thượng Hải nữa? Em sẽ đi ngay đây. Sư huynh, lần này em tới cuối cùng đã làm rõ chuyện của đạo trường Hồng Khẩu rồi. Ngoài mặt thì bọn chúng chỉ mở võ quán làm ăn buôn bán, nhưng trên thực tế đó chính là cơ quan đặc vụ ở Bắc Bình của quân đội Nhật. Em nói chuyện này với anh làm gì? Sư huynh, anh cam nguyện làm con sâu đáng thương dưới móng sắt của bọn chúng sao? Bây giờ cuối cùng em đã hiểu. Nếu người dân nào cũng nghĩ như anh thì chúng ta sẽ mất nước thôi. Em nói gì vậy Đại An? Sư huynh, trước mắt quân xâm lược sắp xâm chiếm một nửa giang sơn của chúng ta rồi, tại sao anh không đứng ra làm chút chuyện cho nước nhà chứ? Anh có thể làm gì được cho nước nhà đi? Em biết là một mình anh không thể làm gì được, nhưng 100 người, 1000 người, 1000 người, chúng ta tập hợp lại sẽ là sức mạnh. Anh lặp lại lần nữa, trách nhiệm của anh chính là nuôi lớn Đông Giác, còn những chuyện khác anh đều không quan tâm. Sư huynh, có thể giao Đông Giác cho người khác chăm sóc mà. Em nói gì vậy? Em nói lại coi. Em kêu anh giao Đông Giác cho người khác chăm sóc sao? Hả? Em quên nó là ai sao? Nó là huyết mạch duy nhất của sư phụ. Chuyện như vậy mà em cũng dám nói ra được sao? Hả? Sư huynh, vậy anh có biết là cả đất nước có hàng ngàn hàng vạn những đứa trẻ giống như Đông Giác cần có người bảo vệ đó. Nè, em làm gì anh không quan tâm. Trần Chân của ngày xưa nay đã chết rồi. Bây giờ anh là Trình Triên. Sư huynh à, nếu như người nào cũng nghĩ như anh vậy thì quốc gia nguy thật rồi. Im miệng đi. Em đừng khuyên anh nữa. Sư huynh, sư huynh, sư huynh ạ. Cha, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, con muốn đi chùa lạy Phật. Cũng được. Thời tiết đẹp ra ngoài đi dạo. Nói Phương Tiểu Thư đi cùng với con đi. Không cần phiền Phương Gia đâu, nói A-Lan đi với con được rồi. Được. Vậy để cha kêu Thường Quý chuẩn bị xe cho con. Thật sự không cần đâu, con chỉ muốn đi dạo, cha yên tâm đi. Vậy được. Đi sớm về sớm nha, hả? Dạ, vậy con đi nha. Lão gia, lão gia, Thiện Kiến Trạch và Sơn Bổn Hoành ở đạo trường xin gặp. Mời bọn họ tới phòng khách đợi tôi. Dạ biết lão gia. A Lan, cô mau đi đạo trường Hồng Khẩu tìm Liễu Sinh Trịnh Dân, nói với anh ấy 3 giờ chiều đợi tôi ở chùa Quảng Tế. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Nhưng mà tiểu thư, cô... Cô đừng quan tâm, tôi sẽ tự tới đó, mau. Hai cậu hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì không hả? À, không có chuyện gì. Lần này chúng tôi thay mặt Sato tiên sinh đặc biệt tới thăm hỏi ông chủ Hứa, tiện thể đem theo một bộ trà cụ tới tặng ông. Thường Quý. Dạ. Ông tính thử coi đáng bao nhiêu tiền. Ngày mai mua một bộ giá trị tương đương đem tới phủ của Sato tiên sinh. Dạ biết, tôi lập tức làm ngay. Ông chủ Hứa không hổ là đứng đầu thương giới, đúng là rất biết tính toán. Đôi bên cũng có lợi, có qua có lại. Đây là lời tôi muốn chuyển tới Sato tiên sinh. Được, vậy chúng tôi không làm phiền nữa, chúng tôi sẽ chuyển lời của ông. Cáo từ. Hỏi thăm Sato tiên sinh giúp tôi, thứ lỗi không tiện. Cáo từ. Đạo trường Hồng Khẩu. À, là cô tìm tôi sao? Là Liễu Sinh Tỉnh Dân tiên sinh sao? Đúng. Tiểu thư nhà tôi hẹn anh lúc 3 giờ chiều gặp nhau ở chùa Quảng Tế. Tiểu thư nhà cô là ai vậy? Tôi đúng là hồ đồ. Tiểu thư nhà tôi là Hứa Diễm Như. Được, tôi sẽ tới đúng giờ. Anh nhớ phải đi đó. Được. Rồi, đặt đi.
Cái chuyện gì? Hai vị, nơi này đặt cược nhỏ thôi, chi bằng hai vị ra bên ngoài tìm chỗ khác lớn hơn đi. Sòng bài Hoa Long là địa bàn của chú Hoa ở kinh thành, cũng là một sòng bài lớn. Chúng tôi tới đây chơi thử đã hoảng sợ rồi sao? Không tới mức phải hoảng sợ, nhưng chỉ là khách lớn tiệm nhỏ, sợ tiếp đãi không chu đáo thôi. Mời ông chủ của các người ra đây, chúng tôi muốn chơi với ông ta một chán. Ê, ông chủ tới rồi kìa. Ông chủ à, tôi chính là ông chủ của sòng bài này. Nếu như hai người tới đây để gây rắc rối, e là tới nhầm chỗ rồi. Vào đây sẽ là khách, chúng tôi tới đây có ý chơi, chơi xong sẽ đi thôi. Ê, trời ơi, là đất ơi, nhiều tiền như vậy sao? Nhiều tiền quá đi. Nhiều tiền thiệt đó luôn ha. Tôi thấy hai người không phải tới để chơi. Chúng tôi tới để chơi bài, hơn nữa còn là tiền mặt. Sao đây hả? Cổ đông lớn thứ hai của xưởng sợi Liên Hiệp, cả chút tiền nhỏ như vậy cũng chơi không nổi hay sao? Tuy tôi chỉ là kinh doanh vốn nhỏ thôi, nhưng mà tiền để đuổi bọn tiểu quỷ tôi vẫn có thể trả nổi. Nếu như hai cậu đây thiếu tiền mua cơm ăn, cứ nói thẳng, đâu cần phải tốn nhiều công sức như vậy chứ. Được, để coi ông làm sao đuổi chúng tôi đi. Đúng là không ra sao. Ăn hiếp đồ quái đáng mà. Quá lý lẽ gì hết. Ra tay cũng quá nặng rồi đó. Làm như vậy là trái quy tắc trong giang hồ. Thì ra là Tam thiếu gia của Phương gia. Phải nói lý lẽ chứ. Không phải là quan gia không gặp mặt, thì ra là hai người các ngươi ban ngày ban mặt tới phá sòng bài chú Hoa. Xem ra vẫn là thể diện của Phương gia lớn, không chỉ bảo vệ xưởng sợi Liên Hiệp mà cả chuyện của sòng bài cũng muốn quản luôn. Hôm nay các ngươi lại muốn làm gì? Không cần nhiều lời, dám cược một ván với chúng tôi không? Được, hôm nay ông đây cược với các ngươi. Nếu như tôi thắng rồi, các ngươi lập tức cút ra cho tôi. Ván bài theo luật chơi 3 ván thắng 2 ván. Mời hai bên chọn loại bài và cách chơi. Chúng tôi luôn xem trọng lễ nghĩa. Anh là khách, anh chọn trước đi. Được thôi, lắc xin hồ.
Nhãn thứ nhất, Sơn Bổng Hoành Thắng. Nhãn thứ hai, hai bên lựa chọn bài cửu. Hai bên dựa vào trí nhớ, chọn 4 lá bài trong số bài xáo trộn, ai lớn hơn sẽ thắng. Bây giờ mời hai bên kiểm bài. Tôi không vấn đề. Tôi cũng không vấn đề. Mời bắt đầu. Nhãn thứ hai, Phương Chí Huy thắng. Nhãn thứ ba là nhãn quyết định, loại bài là poker. Hai bên chọn trong bài rơi giữa không trung, ai rút được lá lớn nhất là thắng. Mời kiểm bài. Không khách sáo nữa. Vấn đề. Tôi cũng phải kiểm thử.
Mời hai vị chuẩn bị. Giảng bài lần này Phương Chí Huy thắng. Chí Huy làm tốt lắm. Được. Rất tốt. Tam thiếu gia Phương gia, không ngờ là võ công cậu bình thường nhưng kỹ thuật chơi bài lại tốt như vậy. Là anh không may mắn thôi. Tiền để lại, người có thể đi. Chí Huy à, không ngờ là cậu còn có ngón nghề này nữa. Chí Huy, vậy sau này không chỉ là xưởng sở liên hiệp, ngay cả sòng bài Hoàng Long của tôi vẫn phải nhờ Phương gia chiếu cố thêm nhiều rồi. Chú qua có gì cứ việc nói. Được rồi. Tuổi trẻ tài cao đó. Chú Hoàng quá khen rồi. Thiếm Tôn à, chuyện của Chí Hân nhà tôi xin nhờ thiếm để ý giúp rồi. Ai trời, nói như vậy là khách sáo rồi. Người ta vừa nghe nhị tiểu thư Phương gia là đã mừng thầm trong lòng. Tôi đây được lòng cả hai bên, không có mối nào tốt hơn nữa. Đó là do miệng thiếm ngọt thôi, toàn nói tốt cho Chí Hân nhà tôi. Không phải như vậy đâu, đó cũng nhờ Chí Hân nhà chị xinh đẹp, trong trăm dặm khó mà tìm. Người ta muốn mau kết xui gia, vốn dĩ tôi đã định tới nhà biểu cô ở dưới quê vài ngày rồi. Ai ngờ mới sáng sớm người ta đã đem sính lễ qua đây. Cứ hối tôi, hôm nay nhất định phải đem tới cho bằng được. Nè Chí Hân, mau qua đây xem thử, đây là thiếm Tôn đem sính lễ tới. Con mau qua đây xem thử, có nhẫn nè, còn có vòng nữa. Mau qua đây xem thử có thích hay không. Con không thích. Nếu mẹ thích, mẹ tự giữ lấy đi. Con bé này ăn nói kiểu gì vậy? Sao gọi mẹ là thích hay không thích chứ? Sau này kêu mẹ con lên Kiều Hoa gả đi hả? Mẹ gả đi con còn đỡ lo. Nhà mẹ chồng gì, con không thèm. Đứng lại, con quay lại cho mẹ. Không quay lại. Ôi trời ơi, chị xem Chí Hân nhà chị sao vậy? Tìm được nhà tốt như vậy cũng không chịu. Cứ mặc kệ nó đi. Thiếm Tôn à, thật là ngại quá. Chuyện này làm chị chê cười rồi. Hay là như vậy đi, chị về trả lời người ta, cứ nói Phương gia đồng ý rồi, chuyện này không cho nó quyết. Không nghe lời tới lúc đó tôi kiên quyết nhét vào Kiều Hoa đưa qua được rồi. À, chuyện này chị lo giùm tôi nha, xin phép tôi đi trước đây. Được. Chị về thông thả Thiếm Tôn. Được. Chị à, chị,
Chị đang giận hờn ai vậy? Ngoài mẹ ra thì còn ai chứ? Bà Mai họ Tôn đó đã qua đây đưa lễ vật rồi. Chị không thích hả? Tiệm đó của người ta kinh doanh buôn bán rất tấp nập. Nếu chị mà gả qua đó, ha, Phương gia chúng ta ngày ngày sẽ có điểm tâm ăn rồi. Bây giờ lòng chị đang như mớ bồng bông, em chỉ biết nghĩ tới ăn thôi. Thật ra thì em biết chị không chịu lấy chồng là vì trong lòng chị đã có người khác rồi. Chị có người nào đâu? Trình Tri Ân đó, ngày nào cũng rảnh là chạy vào chỗ của người ta. Em dám nói bậy hả? Em đâu có nói bậy đâu. Trên phố đầy con cái nhà nghèo đó thôi, sao không thấy chị đi dạy họ học gì? Em nói nữa, chị giả miệng em bây giờ. Thật ra thì chị thích ai em không quan tâm, chỉ cần chị vui là được. Nhưng mà chị phải suy nghĩ cho kỹ. Trình Tri Ân là người làm của nhà chúng ta, anh hai và mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Được rồi được rồi, không nói chuyện buồn bực này nữa. Chị hỏi em, nghe nói em tới sông bài của chú qua cược tiền với bọn người Nhật phải không? Cược rồi, còn khiến cho bọn chúng thua thê thảm. Chí Quy, sau này đừng đi bài bạc nữa, học chuyện nghiêm túc đi. Kiếm tiền chính là chuyện nghiêm chỉnh. Ở trên thế gian này, chỉ cần có tiền sẽ được người ta xem trọng thôi. Mạnh nôn đại tài vô. Cãi đi, cãi đi. Đừng có đi ngủ được, ghé coi hàng đi. Vậy là sao? Mới về hàng, mới về hàng. Cãi sao vậy? A Lan, dạ, tôi nhờ cô chuyển lời, cô đã nói lại chưa? Dạ, nói rồi. Chúng ta tới hơi sớm, cũng cần chút thời gian. Vậy, vậy tôi cùng tiểu thư đi dạo bên bờ sông đi. Được, đi thôi. Miếng linh quan. Tơ lụa thượng hạng vào đó hỏi đây. Mãi vô, mãi vô. Tơ lụa thượng hạng đẹp lắm đây. Hứa đại tiểu thư, cô đi đâu vậy? Các người tránh ra. Sao là phải tránh ra chứ? Đường đâu phải là của nhà cô mở ra đâu. Chúng ta đi. Không phải các người thuê giỏi quan phương gia làm vệ sĩ sao? Cứ bọn họ tới đây. Đang giữa ban ngày, các người không thể vô cớ kiếm chuyện. Tôi làm vậy thì đã sao chứ? Tôi đi đường của tôi, là các người cản đường của tôi đó. Tránh ra đi. Trời ơi, hứa gia các người cũng ngang ngược quá rồi, đi đường cũng phải nhẫn nhịn các người nữa. Các người, nếu các người còn không tránh ra, tôi gọi cảnh sát đó. Được thôi, tới lúc cảnh sát tới rồi, tôi có thể kiện là phụ nữ các người trêu kẹo đàn ông chúng tôi đó. Thật không biết làm sao hết. Chồng ghê con gái người ta giữa đường. Tới giữa rồi kìa. Tao không ra làm sao hết. Ngoài một tên nữa tới. Anh Liễu tiên sinh tỉnh dân. Anh Liễu tiên sinh tỉnh dân. Diễm Như, chúng ta đi. Khoan đã. Liễu Sinh, có vài lời em không biết nên nói sao với anh. Diễm Như, thật ra anh cũng đang nghĩ tới chuyện sướng sợi hôm đó, muốn xin lỗi em. Liễu Sinh, anh không nên tới nơi này. Anh không thể kiềm chế bản thân được. Em xin anh một chuyện được không? Dù 100 chuyện anh cũng hứa với em. Được. Vậy anh trở về nước đi. Anh trở về, nhưng mà trái tim anh vẫn ở lại chỗ này. Trở về chỉ là cái xác không hồn thôi. Tịnh Chân, anh là người Nhật, anh ở lại nơi này chúng ta cũng không có kết quả gì. Bởi vì cha của em sao? Diễm Như, đúng vậy, cha là người thân duy nhất của em không thể trái ý cha.
con người sẽ thay đổi, lòng người có cứng rắn cũng sẽ tan chảy mà thôi. Vậy anh phải đợi bao lâu? Không lẽ đợi cả đời sao? Anh không cần kết quả gì cả, chỉ cần có thể ngày ngày gặp được em là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Diễm Như, không có điều gì có thể bắt anh rời xa em. Trường Cốc Xuyên, cậu cũng xem như là một võ sĩ, chuyện hạ lưu trêu ghẹo phụ nữ như vậy cậu cũng làm ra được à? Đó là bởi vì cô ta là thiên kim hứa gia, cho nên tôi mới... Cho dù cô ta là người nhà của ai thì cậu làm như vậy là đã bôi nhọ mặt mũi của võ sĩ chúng ta. Nhưng mà Liễu Sinh Tỉnh Dân không nên giúp bọn họ đánh người của chúng ta. Liễu Sinh Tỉnh Dân thích làm cái gì thì làm cái đó, không đến lượt cậu quản. Ngoan ngoãn quỳ ở đó đi, đợi mưa tạnh rồi mới được trở về. Dạ. Sao tôi tiên sinh? Không cần phải nói nữa. Bây giờ chúng ta tới Bắc Bình ngày ngày âm thầm công khai tranh đấu với họ. Tiếp tục như vậy không phải là cách. Còn nhớ người tên Võ Trạng Nguyên thời Thanh đó không? Đương nhiên là nhớ. Ông ta tên là Hoàng Phủ Nhất Phiếu. Kêu lão ta tới đây, cứ nói tôi muốn mời ông ta làm giáo đầu đạo trường chúng ta. Mời lão già đó làm giáo đầu sao? Đi làm theo lời tôi dặn đi. Dạ. Ra liền. Cha, đã khuya rồi, cha chưa ngủ sao? Không ngủ được, qua nói chuyện với con một lát. Vậy con rót nước cho cha. Không, con ngồi đi. Diễm Như à, cha có chuyện này muốn hỏi con. Buổi chiều hôm nay con đã đi đâu vậy? Con đã tới chùa Quảng Tế. Con đã gặp ai sao? Anh Liễu Sinh Tỉnh Dân. Diễm Như à, cha đã nói với con rất nhiều lần rồi, kêu con đừng có qua lại với cậu ta nữa. Tại sao con không chịu nghe lời cha? Cha, tụi con chỉ vô tình gặp thôi. Tình cờ gặp nhau, từ Tokyo qua tới tận đây. Lúc đầu cha không nên đưa con qua đó để du học. Cha chỉ có một đứa con gái này thôi, đừng có làm cho cha lo lắng nữa. Cái đám người đó không có ai tốt hết. Con tiếp tục như vậy sẽ chịu thiệt thòi đó. Dạ con biết rồi. Con biết rồi thì tốt. Đi ngủ sớm đi. Dạ. Nè lão gia, buổi tối ra ngoài coi chừng cảm lạnh đó. Thường Quý à. Dạ. Tôi dặn dò ông một chuyện. Dạ. Ngày mai dặn dò người bên dưới canh trường tiểu thư,
đừng để cho nó đi ra khỏi công quán này. Lão gia, tôi biết rồi. Ừ. Hai, nhìn đi. Con nhìn bộ áo mãng bào này của ông là dùng chỉ bạc tơ vàng khâu từng mũi một đó. Ê, con nhìn xem kim bài trạng nguyên này. Cấp bậc trạng nguyên đó nghe. Đó là tiên đế đích thần đề bút viết đó. Vậy còn tấm biển đó thì sao? Võ công cái thế, chí tài xuân thu nhất đó. Quân, nghĩa tồn hán thất tam phần. Tấm biển này lại càng hoành tráng hơn. Gõ chiên suốt 10 dặm, đánh trống giang trăm dặm. Đưa tới hoàng phủ gia chúng ta. Nhớ năm xưa, biết bao là vinh quang. Ngựa trắng quấn lụa đỏ, không phải người thân cũng tới để cầu thân đó. Cười cái gì mà cười hả? Con không nỗ lực một chút làm sao được vinh quang như Phiếu Gia Gia đây hả? Phiếu Gia Gia, con sẽ nỗ lực học võ nghệ, sau này cũng thi đầu võ trạng nguyên. Nhưng mà thời này á đã là dân quốc rồi, không thể được nữa. Chú Phiếu hả? Chú. Con tới rồi hả? Có phải đón Đồng Giác về không? Nó không gây rắc rối cho chú chứ? Không có. Nó rất ngoan ngoãn. Ê, chú Phiếu, bộ đồ này của chú nhìn quá hay thiệt đó. Quá khen rồi. Xin hỏi, hoàng phủ tiên sinh có ở nhà không? Thì ra là Sơn Bổn Hoành tiên sinh. Xin chào. Hôm nay tôi phụng lệnh quán chủ đạo trường Hồng Khẩu Sato tiên sinh tới đây để thăm hỏi hoàng phủ tiên sinh. Có việc gì sao? Sato tiên sinh ngưỡng mộ đại danh của võ trạng nguyên, đặc biệt mời ông qua đó uống ly rượu, bàn chút chuyện. Hiệp mời. Nếu tôi không đi thì sao? Sao tôi tiên sinh đã nói lần này ông nhất định phải nể mặt. Được, tôi đi. Vậy chúng tôi sẽ đợi ông. Chú Phiếu à, bọn họ mời chú qua đó, chú nhất định phải cẩn thận. Sợ gì chứ? Chỉ là bọn tiểu quỷ thôi, chúng đâu có ba đầu sáu tay đâu mà lo. Hoàng phủ tiên sinh, tôi kính ông một ly. Uống rượu hả? Ông tìm tôi tới đây chỉ đơn giản là để uống rượu vậy thôi sao? Quả nhiên sảng khoái. Võ thuật trên căn bản là một nhà. Nghe nói hoàng phủ tiên sinh võ công cái thế, hãy để cho chúng tôi thưởng thức một chút. Đừng có nói vòng vo nữa, nói thẳng vào đề đi. Được, tôi muốn mời hoàng phủ tiên sinh tới đạo trường Hồng Khẩu chúng tôi làm giáo đầu võ thuật. Khách sáo rồi, tôi là võ trạng nguyên của triều Thanh. Võ thuật Đông Dương của các người tôi chỉ biết có một chút. Chức vụ giáo đầu này không cần phải tới tìm tôi. Giáo đầu chỉ là một danh phận, chủ yếu là muốn võ thuật Nhật Trung hòa hợp với nhau. Hòa hợp với nhau hả? Chỉ cần đường đường chính chính là được rồi. Nếu là võ trạng nguyên, tôi muốn mời võ trạng nguyên triều Thanh tới so tài thử với tôi một phen. Bàn không xong thì muốn động thủ, dựa vào cậu sao? Tôi đây không muốn uống nữa. Hoàng phủ tiên sinh là muốn từ chối thật sao? Sato tiên sinh, ông là một người biết đại cục, tôi không nói nhiều nữa. Cáo từ.
nể mặt lại không chịu. Hôm nay con có mệt hôm lắm nay không? Là gặp nhiều không dễ. Đừng về đâu. Đành lắm nghe lời con biết chưa? Phải ngoan ngoãn nghe giảng bài ở đó. Ở nhà có rất nhiều đồ đó. Cha coi, tên đó chính là Quốc Đông Giác, được Phương Gia Võ Quán lượm từ ngoài đường về. À. Đúng rồi, đúng rồi. Nó là đứa con hoàng không cha không mẹ. Đi thôi, đi thôi. Thì ra là đứa con hoàng. Đi đi, mau lên. Đứng lại. Các người nói ai là con hoàng? Hey. Nói ngươi chứ ai. Đang nói ngươi đó. Ngươi là tên tiểu tử nghèo hèn Đông Á bệnh phu. Còn không phục hả? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn dám trợn mắt nhìn ta sao? Nhìn đám các người có phải là quỷ hay không? Trời. Ta cho ngươi nhìn hả? Ngươi còn dám nhìn sao? Ta nhất định phải cho ngươi bài học mới được. Cái tên tiểu tử yếu ớt bệnh hoạn. Ta cho ngươi nhìn. Nè nè, có sao không? Tiểu tử thú dám đánh người hả? Trời ơi, cái thằng nhóc xuống kiếp này. Ngươi còn chưa ngã xuống. Đồng nhất. Thằng nhóc này. Đau quá đây. Ai chung ở đây gây chuyện đau quá đây. Ê, đau quá. Bọn chúng đánh con. Đau quá. Nói con là con quan. Cấm miệng. Đau quá. Cái răng lung lay luôn. Nít không hiểu chuyện. Đau quá. Đau quá đây. Đi. Người nhớ đó. Đi. Chú biết là con đang trách chú. Có ở trong trường học bị đám người đó ăn hiếp. Chú là chú của con, không những không giúp con, lại còn trách tội con. Có đúng không? Bắt đầu từ lúc con còn đang mặc tả cho tới ngày hôm nay, là một tay chú chăm sóc con 10 năm. 10 năm nay chú vẫn luôn mai danh ẩn tích cho con ăn học là vì cái gì chứ? Chính là bởi vì hy vọng có một ngày sau khi con trưởng thành sẽ giống như cha của con, trở thành niềm tự hào của người Trung Quốc. Con có từng nghe qua câu chuyện cái nhục dưới đáy quần chưa? Câu chuyện này nói với chúng ta, đại trưởng phu nhất định phải biết co giãn. Bây giờ chú không có yêu cầu gì, chú chỉ hy vọng con có thể bình an vô sự, đừng xảy ra chuyện gì hết. Lỡ như con có chuyện gì, chú không chỉ là tội nhân của quốc gia, mà còn là tội nhân của cả dân tộc. Chú ơi, con đã hiểu rồi. Sau này con sẽ không đánh với họ nữa. Tiểu tử này. Các ngươi thật là giỏi lắm. Cả đứa nhỏ của Phương gia cũng ăn hiếp được các ngươi.
Sato tiên sinh, võ công đứa nhỏ đó rất lợi hại. Chúng tôi thật sự không phải đối thủ của nó đâu. Chúng tôi đã làm mất mặt người Đông Dương rồi. Như vậy cũng tốt. Chúng ta đem nợ mới nợ cũ Phương gia tính chung một lượt. Sato tiên sinh, bây giờ chúng ta cần phải tìm người Phương gia thanh toán ngay. Đợi một chút. Tỉnh dân à, tới phiên con ra tay rồi. Không phải là con muốn gặp người áo đen đó một lần sao? Người Phương gia một khi gặp phiền phức thì hắn ta sẽ ra tay. Đây chính là lúc để con phát huy danh dự của võ sĩ Nhật Bản. Nè, có đau không? Không đau. Đông Giác, về rồi sao? Sao vậy hả? Sao lại khóc rồi? Không có. Còn gạt cô. Coi quần áo của con nè, dơ như vậy. Có phải đánh nhau với bạn học không? Đông Giác, con là một nam tử hán, nước mắt không được chảy dễ dàng. Con có biết chưa? Con biết rồi. Phương tiểu thư. Phương tiểu thư à, có chuyện gì? Bên ngoài có một số người Đông Dương, nói là muốn bắt Đông Giác đi đó. Người Đông Dương muốn bắt Đông Giác à? Thật ra chuyện này là sao chứ? Dạ, trưa hôm nay Đông Giác đánh nhau với hai người đàn ông, chắc bọn chúng là người Đông Dương. Mọi người hãy đợi ở đây, đừng có đi đâu hết. Không có đơn giản như vậy. Chúng tôi muốn bắt đứa nhỏ đó về, bắt nó nhận lỗi. Ai dám hả? Chỉ còn có người Phương gia ở đây, đừng hòng dẫn Đông Giác đi. Thôi, cô có bản lãnh bao lớn, xét cho tôi. Dạ, dạ. Ai dám bước lên một bước, tôi sẽ bắt hắn còng lưng xuống mà đi. Đế quốc của bọn ta đã tới đất nước này rồi, sơn bổng hoành ta bước vào Phương gia có khó khăn gì chứ? Các người tránh ra đi. Oh!
Thì ra là ngươi. Chúng ta đã gặp mặt rồi. Hôm nay chỉ đánh tới đây thôi. Hôm khác nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ so tài tiếp. Thì ra trong đám hạ nhân của Phương gia chúng ta đã ẩn giấu một cao thủ. Tri Ân, Tri Nhân bất ngộ tướng, cả tôi mà cũng gạt được. Tri Ân à, cậu có công phu giỏi như vậy, tại sao núp trong đám hạ nhân chứ? Hôm nay nếu không phải người Đông Dương dở khăn che mặt của cậu, chúng tôi có lẽ vẫn còn bị gạt. Xin lỗi nha, tôi có nỗi khổ riêng của mình. Bất luận như thế nào, hôm nay Phương gia chúng tôi phải cảm ơn cậu. Hấp dẫn lắm. Ba người lận đó. Lôi đài tỷ võ, không biết ba trận định nữa. Thắng thua sẽ rất hấp dẫn đó. Đúng rồi. Cái đám người Đông Dương này không biết là giỡn trò gì nữa đây. Đúng vậy. Làm sao biết còn giỡn trò quỷ gì chứ? Muốn khiêu chiến như người dân chúng ta thôi. Họ đang tỉ võ với nhau. Nhưng mà bây giờ đã có Tri Ân huynh đệ, chúng ta không còn sợ gì nữa. Tránh ra một chút, tránh ra một chút. Đừng nói vậy chứ. Tri Ân đại ca, Phương quán chủ kêu huynh về võ quán gặp ông ấy. Có chuyện gì? Thương lượng về việc tỉ võ. Đã nói mà. Ông chủ Hứa đã tới. Ông chủ Hứa. Cái đám người không biết xấu hổ là gì này lại đem cáo thị dán trước cửa chúng ta. Họ dán đưa thư khiêu chiến tỉ võ với Phương gia sao? Đúng rồi. Anh phải. Chuyện này tôi đã biết trước rồi. Tin tức cũng đã được đăng trên nhật báo rồi. À, ông chủ Hứa, vị này là Tri Ân huynh đệ, là do Phương gia vừa mới phái vào xử sở của mình. Ông chủ Hứa à, về chuyện của cậu tôi cũng đã nghe từ lâu. Tốt lắm, người dân chúng ta có được bản lĩnh giống như cậu thật là quá ít. Ông chủ Hứa quá khen rồi. Tỷ võ lần này cậu phải thay người dân chúng ta giành lại thể diện. Không nhất định tới phiên tôi đâu. Làm gì có. Phương gia chính vì có cậu cho nên mới dám nhận thư khiêu chiến lần này. À đúng rồi, gần đây người Đông Dương thường tới đây kiếm chuyện, cho nên lúc đi tuần cậu phải cẩn thận đó. Ông cứ yên tâm đi, chuyện của Phương gia đó là một chuyện khác, an toàn của xưởng các ông tôi sẽ bảo đảm. Không thể không nói nhân là như vậy. Phương gia và xưởng của chúng tôi xưa nay có nạn cùng gánh, không phân biệt là của ai. Muốn lo thì đều phải cả hai nhà cùng lo. Tỷ võ bài trận, các cậu có ý kiến gì? Theo hình thế của Phương gia võ quán mà nghĩ thì tôi dám nắm chắc Phương Chí Hùng, Sơn Bổng Hoành đối phó với Phương Chí Huy dư sức có thừa. Còn Phương Chí Hân chỉ là hàng nữ lưu không thể lên lôi đài được. Đừng có quên là một Trình Tri Ân vừa mới lộ ra. Tôi và Sơn Bổng Hoành chỉ cần thắng hai trận, tôi nghĩ chúng tôi coi như đã thắng rồi đó. Đối với Phương Chí Hùng cậu nắm chắc được 10 phần không? Võ công của hắn tôi biết rõ, tôi thấy có lẽ chỉ là ngang nhau, thắng thua khó lường. Sato tiên sinh, tôi nhất định sẽ thắng Phương Chí Hùng. Cho dù cậu miễn cưỡng thắng được Phương Chí Hùng, còn có cái tên Hoàng Phủ Nhất Phiêu nữa. Nhìn thấy võ công của hắn, nếu như người lên là hắn không phải là Phương Chí Huy Sơn Bổng Hoành, thì cậu có thể trụ nổi hay là không đây? Phải mời Liễu Sinh Tỉnh Dân lên lôi đài, chỉ có nó mới đối phó nổi với Tri Ân. Hoàng Phủ Trạng Nguyên, học vấn của chú cao, chú có thể xem giúp chúng con nên bố trận như thế nào không? Chuyện này thì điều quan trọng nhất bây giờ là phải coi đối phương đưa ra người nào. Đúng. Chú Hoàng Phủ nói không sai. Chúng ta phải hiểu được thực hư của người Đông Dương thì mới có thể nghị sự được. Không cần nói nhiều, Sơn Bổng Hoành và Thiện Kiến Trạch, và còn có tên Liễu Sinh Tỉnh Dân nữa. Sơn Bổng Hoành và Thiện Kiến Trạch, võ công của bọn chúng đều ở giữa Chí Hùng và Chí Huy. Chí Hùng à,
con có dám chắc là trong hai người đó đánh bại một người hay không? Võ công của Sơn Bổn Hoành cao hơn Thiện Kiến Trạch. Nếu như là hắn, con nghĩ là con thắng được. Vậy thì tốt. Cho nên hai trận trước tiên chúng ta ít nhất có thể thắng một trận. Bây giờ then chốt chính là trận thứ ba. Bọn chúng chắc chắn sẽ phái Tĩnh Vân ra mặt. Người này rất là giỏi giang, võ công thâm sâu không thể lường được. Đúng, chỉ có Tri Ân mới có thể thắng được. Chí Hân à, con thân với Tri Ân, con đi nói với cậu ấy đi. Mẹ và anh hai không phải kêu con đừng qua lại với hắn sao? Con không đi. Trời, đó là chuyện của lúc trước mà. Bây giờ đâu còn là hạ nhân nữa. Với lại bữa trước mẹ cũng có thương lượng với Chí Hùng rồi, sẽ cho cậu ấy chức vị tổng giáo đầu trong võ quán. Vậy con cũng không đi. Diễm Như hả? Để họ nói chuyện tỉ võ. Cô vào phòng tôi nói chuyện đi. À được. Cha, con vào phòng Chí Hân chút nha. Được, đi đi. Mẹ, lát nữa đợi Trân về đây, con sẽ đi nói. Ừ. Nè, các người nói tới nói lui, nắm chắc được bao nhiêu phần vậy? Anh hai có thể đánh bại Sơn Bổn Hoành, con cũng có thể đánh bại Thiện Kiến Trạch. Ừ. Chí Huy à, bây giờ nói chuyện cần phải một là một, hai là hai, đừng có nói lý lẽ. Con giao đấu với chúng bao nhiêu lần rồi, có lần nào chiếm được thượng phong đâu. À, lần này tỷ võ với người Đông Dương, chính là cần phải thắng. Mọi người cần cái gì thì cứ nói với tôi, quan trọng nhất là phải đánh thắng người Đông Dương. Ai, bởi vậy tôi mới nói, then chốt chính là trận thứ ba đó. Phải coi giữa Tri Ân và Tĩnh Vân, người nào sẽ thua, người nào sẽ thắng. Ông Hoàng Phủ, tôi thấy lần này phải làm phiền Võ Trạng Nguyên ông phải ra tay một lần rồi. Tôi hả? Đúng. Lần này ông ra mặt để thay cho Chí Huy thi đấu. Chí Hùng, Tri Ân, cộng thêm Hoàng Phủ tiên sinh, đúng là nắm chắc phần thắng rồi. Nhớ năm xưa ông đã thi Võ Trạng Nguyên như thế nào, đó chính là chọn một trong dạng mà. Hảo hán không có nhắc chuyện năm xưa. Cái trách nhiệm này tôi thật ra tôi gánh không có nổi. Gánh không nổi đâu. Không được. Chí Hân, con nghĩ xem tôi phải làm sao đi. Làm sao tôi biết được? Một bên là cha của cô không cho quan lại với Tĩnh Vân, còn bên này là mẹ tôi đang nóng lòng muốn gả tôi đi. Cô coi tại sao ông trời lại bắt Tĩnh Vân là một người Đông Dương chứ? Còn cha tôi thì hận người Đông Dương như vậy. Nhưng mà tôi thấy Tĩnh Vân với bọn người Sa Tô đó không có giống nhau. Đương nhiên là không giống rồi. Cô có biết không, lúc chúng tôi du học ở Tokyo, anh ấy là lớp trưởng của chúng tôi. Hơn nữa, nhân phẩm và tài năng của anh ấy đều được nhà trường công nhận. Nói tới mấy cái này cũng vô dụng. Hắn dù sao cũng là người Đông Dương. Nè, nếu như cô là tôi, cô sẽ làm thế nào? Tôi sẽ bỏ trốn với hắn. Trời ơi, tôi không có nói giỡn đâu. Mẹ tôi mất sớm như vậy, tôi và cha nương tựa nhau mà sống, tôi đâu thể nào bỏ cha lại được chứ. Cho nên đại tiểu thư của tôi ơi, tôi đâu thể nào là cô. Diễm Như, nếu cô yêu Tĩnh Vân, vậy phải đợi anh ấy. Vậy phải đợi bao lâu? Tôi tin tưởng cha cô, có một ngày sẽ thay đổi cách nhìn với anh ấy. Đạo trường Hồng Khẩu. Lão sư, Tĩnh Vân à, tiếng tiêu của con khiến ta nhớ tới vợ của ta quá. Không biết bây giờ bà ấy sống ở bên Nhật Bản có tốt hay không nữa. Lão sư, sao người không về thăm bà ấy? Ai lại không muốn về nước chứ? Nhưng sự nghiệp đế quốc giao cho ta lại ở nơi này. Ta nhất định đặt hết tâm tư ra sức cho nước nhà.
Lão sư, khoảng thời gian này cực khổ cho người rồi. Chuyện này cũng không hề quan trọng. Con biết chúng ta và người dân ở đây sẽ tỉ võ lôi đài không? Dạ con biết. Những lời khách sáo ta cũng không muốn nói. Ta muốn kêu con xuất chiến ở trận thứ ba. Con có thể hứa với ta không? Tại sao vậy? Những chuyện như vậy con không muốn mình bị cuốn vào trong cuộc. Phải biết là con làm những chuyện này không phải là vì Sato ta đi, là vì dân tộc Đại Hòa, là vì đế quốc Nhật Bản. Những cái này đều là năm xưa tổ phụ con giáo huấn cho ta. Ân huệ của tổ phụ con với ta, ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Con có thể cho ta một lý do đầy đủ được hay không? Con không thể nào gây thù với người nhà của Diễm Như được. Con không muốn so tài cao thấp với tên Tri Ân đó à? Đương nhiên là con muốn rồi. Nhưng mà chuyện này không đơn giản là chuyện của hai đứa chúng con. Nó đại diện cho Phương gia và Hứa gia, cho nên con không thể. Được. Đợi sau khi con thay đổi chủ ý tới tìm ta bàn lại. Tri Ân, nhị thiếu gia, trên đây Hiếu tiên sinh và chú Phiêu có tới đây thương lượng về chuyện tỷ võ. À, tôi biết rồi. Tôi và anh hai đánh trận thứ nhất và thứ hai, anh đánh trận thứ ba. Không. Hả? Không được hay là không đánh? Không đánh. Ê, anh muốn thấy người của Phương gia thua hay sao? Tỷ võ phải có thắng thua. Nếu thua thì đừng cảm thấy mất mặt, còn nếu thắng thì đừng cảm thấy kiêu ngạo. Đây là tỷ võ với người Đông Dương mà. Tỷ võ với ai cũng vậy thôi. Anh có đánh hay không chị? Vị thiếu gia, nếu như Phương gia có nạn, tôi nhất định sẽ đánh. Như là tỷ võ thì xin lỗi. Đừng có trả lời nhanh vậy, mai rồi hãy trả lời tôi. Không cần đâu, bây giờ tôi trả lời luôn. Tôi không muốn gây phiền phức. Tri Ân, tôi thấy anh không có tri ân chút nào. Anh có lỗi với Phương gia. Tôi nói rồi, Phương gia có nạn tôi sẵn sàng giúp. Nói cũng như không nói. Phương gia không có anh vẫn sống. Anh không xứng với tấm lòng của chị tôi đối với anh. Anh không xứng. Đội biên tiên sinh sao đột ngột tới đây vậy? Tôi chưa kịp chuẩn bị tiệc rượu cho ông nữa. Tôi thấy trung thôn tướng quân muốn dẫn ông đi gặp Thiên đại tiểu thư. Thiên đại tiểu thư hoan nghênh. Thiên đại tiểu thư sau này sẽ làm việc ở đạo trường Hồng Khẩu. Trung thôn tướng quân là không hài lòng về công việc của tôi hay là không yên tâm đây? Tướng quân chỉ là muốn phái thêm một ít nhân thủ tới yểm trợ công việc thôi. Vậy thì làm phiền Thiên đại tiểu thư. Không cần khách sáo. Đội biên tiên sinh, mời. Trung thôn tướng quân kêu tôi hỏi ông, việc tỷ võ sắp xếp tới đâu rồi? Mọi việc đã sắp xếp thỏa đáng, tướng quân hãy yên tâm. Chỉ được thắng không được bại. Dạ. Phía bên họ đã phái ra người nào? Hai người đấu trước thì không khó đối phó, đánh trận thứ ba thì hơi phiền một chút. Là một người mới xuất hiện của Phương gia võ quán, tên Trình Tri Ân. Trình Tri Ân, người này lai lịch ra sao? Vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết được là võ công hắn rất cao.
Thiên đại tiểu thư, cô có biết tình trạng của Phương gia hay không? Theo như tôi hiểu, người có võ công cao nhất Phương Võ Quán chính là quán chủ của họ, Phương Chí Hùng. Nếu vậy, gần đây Bắc Bình có nhân vật đặc biệt nào xuất hiện hay không? Theo tài liệu của chúng tôi thì nửa năm trước có người ở Bắc Bình gặp Trần Chân. Đồ đệ Trần Chân của Quách Nguyên Giáp sao? Phải. Đoạn Biên tiên sinh, trong lúc tôi ở Thượng Hải đã từng thấy qua mê tung quyền của Hắc gia, nó cũng tương tự với những chiêu thức của tên Trình Tri Ân kia. Nếu như người này thật sự là Trần Chân, vậy thì phiền phức lắm. Bây giờ tôi sẽ tới Thượng Hải đi tìm Thạch Tĩnh Bang và người năm xưa đã biết Trần Chân. Trước ngày 15 tháng 8 diễn ra đại hội tỷ võ, tôi về Bắc Bình để chỉ mặt Trần Chân. Vậy thì làm phiền Thiên đại tiểu thư rồi. Xin đừng khách sáo. Sato tiên sinh, người đàn bà lúc nãy thực sự là ai vậy? Là người Trung Thôn tiên sinh phái tới đây để giám sát chúng ta. Xem ra Trung Thôn tiên sinh rất coi trọng cuộc tỷ võ lần này. Lỡ như Tĩnh Vân không chịu ra tay, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu thật sự đó là Trần Chân, cho dù Tĩnh Vân xuất chiến cũng không có sức thắng. Vậy phiền phức của chúng ta rất lớn. Nhất định phải vô hiệu được người của đối phương, bảo đảm thắng được hai trận. Dạ tôi đã hiểu rồi. Các vị, lẽ ra võ thuật hai bên không cần tỷ võ để phân cao thấp, nhưng nếu như cả lôi đài cũng dựng xong, hai bên cũng đã thương nghị xong, như vậy coi như cũng là một buổi hội họp. Tôi đề nghị tỷ võ lần này hai bên bắt đầu được rồi. Hai bên đứng dậy. Bây giờ tôi tuyên bố một chút quy tắc quyết định thắng thua. Căn cứ theo ước định của hai bên, lấy ba tình trạng sau đây để quyết định thắng thua. Một là bị rớt xuống lôi đài. Hai là không còn sức để trở tài. Ba, chủ động nhận thua. Bây giờ tỷ võ bắt đầu. Trận thứ nhất do đại diện bên Trung Phương Chí Hùng đấu với Sơn Bổng Hoành của bên Nhật. Bắt đầu. Bên ta chắc thắng, 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 bên ta chắc thắng. Hay lắm, 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 hay lắm
Vậy là hiệp thứ nhất, bên Trung thắng. Hay lắm, 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 hay lắm. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cha ơi, đưa con sách này cho. Thôi, thôi, thôi. Rồi, được rồi, Trương Tiên Sinh, mời bên này. Con lên đi, thầy đẻ. Tới hiệp thứ hai, do Phương Chí Huy của bên Trung đấu với Thiển Kiến Trạch của bên Nhật. Bắt đầu. Hiệp thứ hai, bên Nhật thắng. Trình Tri Ân chính là Trần Chân năm xưa phạm tội ở Thượng Hải à? Nhân chứng tôi đã dẫn tới đây, bây giờ có thể đi tới hiện trường chỉ điểm. Được, tôi lập tức dẫn người đi theo cô.
tới hiệp thứ ba do người bên Trung Trình Tri Ân đấu với bên Nhật Liễu Sinh Tĩnh Vân. Căng thẳng dữ à, không biết trận này ai thắng. Người nào cũng giỏi. Bắt đầu. Bắt đầu rồi kìa. Cái gì nữa hả? Mau lên. Ông lên nhận đi. Chính là hắn. Ông còn đứng đó nữa, mau đuổi theo cho tôi nhanh lên. Các người ra ngoài cản hắn lại. Không hiểu gì quá trời. Xảy ra chuyện gì sao bỏ chạy rồi? Bây giờ tôi tuyên bố hai bên quề nhau. Khoan đã. Làm gì vậy? Làm gì đấy? Làm sao? Làm gì vậy trời?
Tôi kháng nghị hắn vô duyên vô cớ rời khỏi hiện trường tỉ võ. Hành vi của tiểu nhân như vậy đâu thể nào phán hòa nhau. Vậy phán thể nào đây? Chịu thua đi. Chúng ta không thể chịu thua. Chúng tôi cũng không biết anh ta vì lý do gì mà bỏ chạy, nhưng mà chúng tôi không chấp nhận thua. Hả? Vậy là sao? Được. Tôi cho các người thêm một cơ hội. Bên thứ ba vẫn còn ở trên lôi đài đây. Các người còn ai dám lên đây khiêu chiến với Liễu Sinh Thịnh Nhân? Sao chứ? Không biết người dân của các người đông như vậy, không lẽ không ai dám can đảm đứng ra hay sao? Bây giờ phải làm sao đây? Khiêu chiến luôn. Phải có người nào đó chứ. Các người ai dám khiêu chiến với cao thủ Liễu Sinh Thịnh Nhân của chúng tôi? Ai lên đi? Tôi lên. Diễm Như, có người kìa. Ai dám khiêu chiến? Có chuyện gì vậy? Anh ta lạnh hay lắm đó. Tỉnh dân, nếu như tỷ võ hôm nay vẫn phải tiếp tục nữa, vậy em đánh với anh, cho dù em chết, em cũng tình nguyện chết trong tay của anh. Động thủ đi. Sato tiên sinh, con xin lỗi. Tỉnh dân. Diễm Như, Diễm Như. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Mau xuống đi. Cái con nhỏ này, con không cần mạng của con hay sao? Cả cha cũng không cần hay sao? Sato tiên sinh, ông muốn sao đây? Tỉnh dân không đánh nữa thì còn có Sato ta đây. Các người phái một cô gái theo qua lên đây còn mặt mũi hay không? Để tôi. Em thua rồi, không lên lôi đài nữa. Để anh. Anh hai. Anh hai, chân của anh không được. Nghe lời của anh đi. Hay, hay lắm. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Tiếp đây, tiếp đi. Tiếp đi chứ. Đúng rồi, đánh đi. Cố lên, chúng ta không thể chịu thua. Cố lên. Đánh tiếp đi. Đánh đi, đánh đi. Chúng ta không thể chịu thua. Lên đi, lên đi. Cố chạy, cố lên. Đánh đi. Chúng ta chắc thắng. Lên đánh đi, đánh đi. Tiếp đây. Đúng rồi, đánh đi, đánh đi. Tiếp đây, đánh đi. Đã đánh thua rồi. Đánh khi nào chịu thua thì thôi. Cố lên. Ngừng tay. Đừng đánh nữa. Bây giờ tôi tuyên bố bên Nhật thắng. Hay lắm. Chí Hùng, con không sao chứ? Chí Hùng. Anh hai. Chí Hùng, con không sao chứ? Anh hai. Anh hai. Chí Hùng. Anh hai. Người hãy nhớ đem long đầu tới đạo trường học khẩu. Anh hai. Chí Hùng. Anh hai ơi.
Tôi chưa có sai à, chưa có sai rồi à, tôi muốn anh uống tiếp ổn rồi mà à, 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 muốn uống tiếp hả? Nè hả nè mau tránh ra đi cái tên dân đen nhà ngươi dám cản đường hả mau tránh ra cút đi tránh ra hả? Ngươi nói cái gì hả hả ta cho các ngươi biết từ nay về sau ta quyết không nhường bọn ngoại quốc các ngươi. Các người biết, thần chân không dễ bắt nạt đâu.